Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 1780-1784. Tập 1780 Nếu ngươi tự tìm cái chết, ta tác thành ngươi. Thấy hiên viên mặc tà bạo giết tới, Diệp Lạc Nhi trong mắt lóe lên vẻ ác liệt cực kỳ, đậm đà cực kỳ cao nhất sát ý. Hiên viên mặc tà người bị thương nặng, coi như là chi nhiều hơn thu sinh mạng cũng không cách nào lấy được được quá mức lực lượng mạnh mẽ và khỏe hẳn trạng thái căn bản không cách nào so sánh. Nhưng giờ phút này hiên viên mặc tà bị tức bất tỉnh đầu, đã hoàn toàn điên cuồng, liều mạng từng giết tới, vừa vặn cho Diệp Lạc Nhi cơ hội. Đi chết! Diệp Lạc Nhi giận quát một tiếng, lại lần nữa thúc giục thiên hình xiềng xích, thiên tai hơi thở cuồng bạo vô cùng. Tiếp liền thúc giục thiên hình xiềng xích, Diệp Lạc Nhi hơi thở cũng có chút suy bại, bất quá so với hiên viên mặc tà nhưng thân nhau hơn oanh thiên hình xiềng xích đột nhiên xuyên thủng ra hủy thiên diệt địa thiên tai hơi thở cùng chu tiên kiếm đụng vào nhau chu tiên kiếm mũi nhọn bùng nổ ngay tức thì chặt đứt một cái thiên hình xiềng xích Nhưng là kế tiếp mấy cái thiên hình xiềng xích như là đột nhiên đâm vào hiên viên mặc tà trong cơ thể suy ẩm hiên viên mặc tà thân thể bị đột nhiên xuyên thủng hàm chứa vô tận linh khí máu tươi phun ra văng khắp nơi cả người trực tiếp bị thiên hình xiềng xích đóng vào lối đi bên trên mà thiên hình khóa hung uy qua thịnh lại trực tiếp đem lối đi cũng xuyên thủng, đáng sợ vô tận hư không hiện lên ở trước mắt. Hiên viên mặc tà giờ phút này thê thảm cực kỳ, hơi thở uể oải tới cực điểm, đã thoi thóp, mà hắn vậy từ mất đi sùng quang thần hà cung giận dữ bên trong tình hồn lại. Giờ phút này phát giác lối đi bể tan tành, phía dưới là vô tận hư không, hiên viên mặc tà trong mắt đột nhiên thoáng qua một màn điên cuồng. Ở lại chỗ này là chết, rơi vào hư không cũng là cửu tử nhất sanh, nhưng là tối thiểu còn có một đường sinh cơ nếu là có may mắn đủ còn sống, còn vừa vặn có thể thoát khỏi huyền cơ nguyệt, sống hay chết, liền xem ta mạng mình. Hiên viên mặc tà hạ định quyết tâm, ngay sau đó dùng hết toàn thân cuối cùng một chút khí lực, lại đột nhiên nhắc tới chu tiên kiếm. Một kiếm đem trên người thiên hình xiềng xích chặt đứt, tiếp theo liền rơi vào lối đi bên ngoài vô tận trong hư không. Biến dạng không gian lo lắng nhất chính là lối đi bị hủy, rơi vào vô tận hư không, bởi vì không người có thể xác định sẽ đánh mất ở địa phương nào. Mà cõi đời này nguy hiểm vô số, nếu như tiến vào cái gì tuyệt cảnh bên trong, vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Diệp Lạc Nhi thấy hiên viên mặc tà rơi vào hư không, trong mắt ý định giết người sáng lên, ngay sau đó lại ẩn núp. Dẫu sao trong hư không nguy hiểm vô số, hiên viên mặc tà giờ phút này đã thoi thóp, rơi xuống nhập không gian vậy cơ hồ là cục hẳn phải chết, Diệp Lạc Nhi không cần phải vì hắn mạo hiểm. Hừ, lạnh lùng nhìn một cái bể tan tành lối đi, Diệp Lạc Nhi trong mắt ánh sáng chớp động, Hiên viên mặc tà nói lối đi này là muốn đi đi thượng giới gặp huyền cơ nguyệt, nàng cũng không có hứng thú này. Một giây kế tiếp, Diệp Lạc Nhi liền chuẩn bị rời đi cái này tàn tạ không chịu nổi lối đi, một đạo tiếng hét phẫn nộ nhưng là vang lên. Ngươi dám xấu xa ta chuyện tốt, tự tìm cái chết. Một đạo hư ảnh đột nhiên ở lối đi bên trong hiện lên, hư ảnh cao đến vạn trượng, giống như cao nhất nắm giữ, hủy thiên diệt địa đế uy cuốn tới. Diệp Lạc Nhi trong cơ thể khí huyết đều bị trong nháy mắt dưới áp chế tới, căn bản không cách nào điều động. Huyền Cơ Nguyệt. Diệp Lạc Nhi ánh mắt chấn động, vô cùng ý định giết người ầm ầm hiện lên, bất luận đối phương là thần thánh phương nào, dám đối với nàng ra tay, cho dù là vạn cổ nắm giữ vậy phải trả giá thật lớn. Đáng chết nghiệt long, còn dám phản kháng. Mà lúc này, Huyền Cơ Nguyệt khổng lồ hư ảnh dẫn quát một tiếng, đột nhiên xòe bàn tay ra đánh phía Diệp Lạc Nhi. Hủy thiên diệt địa hơi thở bùng nổ, toàn bộ lối đi vào giờ khắc này cũng ầm ầm vỡ vụn vô cùng lực lượng cuốn tới. Cao nhất đế uy chấn áp, dường như muốn phai mờ vạn cổ, đem Diệp Lạc Nhi từ thế gian hoàn toàn lao đi. Cho ta đi chết. Huyền cơ nguyệt giận quát một tiếng, hư ảnh bàn tay to lớn bên trên lại sáng lên vô số thần diệu phù văn, chấn áp chư thiên đáng sợ sức mạnh to lớn bạo giết tới. Hủy thiên diệt địa đáng sợ bàn tay ẩm ẩm tới, chấn áp chư thiên, hủy diệt vạn giới đáng sợ sức mạnh to lớn hạ xuống, dọc đường hết thảy toàn bộ nghiền nát hóa thành hư không vô tận hồng mông khí tràn ra ra, kinh khủng lớn nguyên khí lưu chuyển ở một trưởng này trước mặt. Diệp Lạc Nhi lại cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, ở một trưởng này hạ tựa như một con kiến hôi vậy, tung không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Bình bịch bịch. Hư không nổ tung, vô số hư không mảnh vỡ vỡ nát, Diệp Lạc Nhi giống như trong biển rộng một thuyền lá cô độc. Trên người vảy rồng lại tấc tấc văng tung tóe, chảy ra vô số màu vàng máu, nguy cơ tử vong đem nàng bao phủ. Vù vù ngay tại Diệp Lạc Nhi sắp bị bàn tay lớn chúng mục tiêu trong nháy mắt, Diệp Lạc Nhi trong cơ thể vô số máu mà lại ở sôi trào, đang chấn động, chôn sâu Diệp Lạc Nhi máu chỗ sâu lực lượng đột nhiên bị thức tỉnh, là ai lớn gan như vậy? Một tiếng giống giận vang khắp bầu trời, vô cùng sức mạnh to lớn chấn triệt ra ở Diệp Lạc Nhi sau lưng lại dâng lên một đạo hủy thiên diệt địa vậy đáng sợ bóng người, thân ảnh này di tán vô cùng thiên tai hơi thở, tựa như nắm trong tay hết thảy tai nạn chí tôn đứng đầu cuồng phách vô địch, coi trời bằng vùng. Một tiếng gầm lên, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng liền điên cuồng cuộn sạch, đáng sợ sóng âm lại trực tiếp đem huyền cơ nguyệt hư ảnh bàn tay nổ, vô tận hồng mông khí văng tung tóe. Trên bầu trời, huyền cơ nguyệt hư ảnh lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc, nhìn cái này thanh âm kinh khủng, trong lòng một phiến rung động. Cái này Diệp Lạc Nhi rốt cuộc là người nào, trong cơ thể lại có đáng sợ như vậy tồn tại. Huyền cơ nguyệt ánh mắt bộ dạng sợ hãi, mà giờ khắc này hư ảnh đã nhìn về phía nàng. Hư ảnh bị vô tận lớn nguyên khí bao phủ, mênh mông hơi thở tựa như áp đảo chư thiên vạn giới. Thống nhiếp hoàn vũ, hủy thiên diệt địa hơi thở cuốn tới, để cho người không thấy rõ hư ảnh chân thực tướng mạo. Ngươi thật là to gan, dám đối với nàng ra tay. Hư ảnh lạnh lùng nhìn về phía huyền cơ nguyệt, lạnh giọng mở miệng nói, một khắc sau, không đợi huyền cơ nguyệt mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên một trưởng đánh ra. Một trưởng này, đơn giản đến mức tận cùng liền là thuần túy một trường nhưng ẩn chứa lực lượng cũng có thể sợ đến mức tận cùng. Tựa như giữa trời đất tất cả lực lượng cũng hội tụ tại một trường này bên trên. Oanh! Thiên địa vang tung tóe, chư thiên vạn giới chấn triệt. Hoàn vũ ở một trường này dưới đều tựa như phải bị lật đổ. Huyền Cơ Nguyệt hư ảnh sắc mặt đại biến, đột nhiên bộc phát ra vô tận sức mạnh to lớn, hủy thiên diệt địa vậy cao nhất sức mạnh to lớn bùng nổ. Huyền Cơ Nguyệt ngưng tụ lực lượng toàn thân, cùng bạo đế uy cuốn tới giống vậy một trưởng đánh ra và hư ảnh ầm ầm va chạm ầm ở giữa thiên địa vô tận hồng mông khí cuốn đi bốn phía đánh trung tâm lớn nguyên khí cổn đãng bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ sức mạnh to lớn nơi này đồng thời trên bầu trời huyền cơ nguyệt hư ảnh đột nhiên nổ tung mà diệp lạc nhi sau lưng hư ảnh thấy một màn này hư lạnh một tiếng ngay sau đó hư ảnh hướng về phía gặp gỡ đáng sợ đánh vào đã hôn mê diệp lạc nhi vung tay lên một cái vô tận sức mạnh to lớn cuộn sạch ra lớn nguyên khí đem Diệp Lạc Nhi hoàn toàn bao phủ, hóa thành một đạo quang hoa lưu chuyển bình phong che chở vững vàng đem nàng bảo vệ trong đó. Làm xong những thứ này, hư ảnh phủi mắt trên bầu trời, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ khi làm ra cảnh cáo, tiếp theo trực tiếp biến mất không gặp. Lối đi sớm bị Huyền Cơ Nguyệt và hư ảnh va chạm đánh hoàn toàn vỡ nát, hóa thành hư không, hoàn toàn tiêu trừ, giờ phút này Diệp Lạc Nhi hôn mê, giống vậy rơi xuống đến vô tận trong hư không. Mờ mịt hư không hơi thở bao phủ hư không, Diệp Lạc Nhi thân thể không ngừng rớt xuống, mà hôn mê nàng lại không có phát hiện, nàng rơi xuống chi địa lại và hiên viên mặc tà như nhau. Ở Diệp Lạc Nhi dưới người cách đó không xa, chính là hiên viên mặc tà, giờ phút này hiên viên mặc tà cũng đã trọng thương hôn mê, hai người hướng về phía cùng một nơi rớt xuống. Chỗ này địa phương là một phiến đáng sợ thung lũng, tràn ngập vô cùng mênh mông tử khí, khí tức tử vong đậm đà đến trình độ cao nhất, thậm chí hóa thành từng cái tử khí long ở trong thung lũng lao nhanh gầm thét đây là vực ngoại kinh khủng nhất một nơi là khác tất cả người nghe tiếng sợ vỡ mật đường cùng chưa bao giờ có người dám bước vào nơi này bởi vì trong truyền thuyết người tiến vào không có một cái có thể thành công đi ra thậm chí còn có tin đồn nói cái này phiến đường cùng chỗ sâu là địa ngục cổng vào bất kỳ tiến vào người nơi này cuối cùng đều bị địa ngục tiếp đón tiến vào chọn đời không được siêu sinh đáng chết trong thượng giới khoáng đạt đại khí cao nhất cung điện vô tận đế chỉ từ cung điện bên trên lưu chuyển ra chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ trong điện đường đế uy cuộn sạch huyền cơ nguyệt trong mắt lửa giận bay lên hận không được đem trong điện đường người cũng tàn sát hầu như không còn phát tiết lửa giận trong lòng cái này nghiệt long rốt cuộc là người nào nàng trong cơ thể tại sao có thể có như vậy tồn tại huyền cơ nguyệt ánh mắt chớp động diệp lạc nhi xấu xa nàng chuyện tốt nguyên bản nàng muốn trực tiếp xóa bỏ diệp lạc nhi ra một hơi ác khí nhưng lại bị diệp lạc nhi trong cơ thể hư ảnh ngăn trở ngăn cản cái này nghiệt long trong cơ thể hư ảnh nàng rất có thể và luân hồi chi chủ có liên quan. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt đột nhiên dâng lên vô tận uy nghiêm, nhìn về phía dưới người đám người, hủy thiên diệt địa vậy mênh mông đế uy cuộn sạch ra, dường như muốn vào giờ khắc này ra tay nghiền nát chư thiên vạn giới. Phía dưới mọi người thấy Huyền Cơ Nguyệt khí thế bùng nổ, nhất thời đổi sắc mặt, từng cái cúi đầu, nâm nớp lo sợ, rất sợ Huyền Cơ Nguyệt đem lửa dẫn phát tiết ở bọn họ trên mình. Mà vào thời khắc này, hầu hạ ở Huyền Cơ Nguyệt bên người Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Ma Kỵ, lão Phật Kim Bằng cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thiên tâm kiếm điệp thận trọng nhìn về phía huyền cơ nguyệt, thấp giọng hỏi nói, nữ hoàng bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu điệp, vu cưỡi, kim bằng, các ngươi ba cái thay ta đi điều tra hiên viên mặc tà và cái này nghiệt long tung tích, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cho ta điều tra rõ. Huyền cơ nguyệt tức giận tới cực điểm, truyền ra lệnh lạnh giọng nói, bàn tay nàng vung lên, một tấm mô tả trước diệp lạc nhi tướng mạo đầu quyển vô căn cứ hiện lên. Nghe vậy, thiên tâm kiếm điệp, địa tàng ma kỵ, lão Phật Kim bằng nhìn tấm bản đồ này cuốn, chỉ cảm thấy được phía trên dòng thần khí thế bất phàm. Ngoài dòng cuồn cuộn mạnh mẽ dị thường, nhưng cái này cũng không đáng huyền cơ nguyệt hạ lớn như vậy vốn gốc à. Giờ phút này bọn họ ba người cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, không tiếc bất cứ giá nào, cái này liền thuyết minh huyền cơ nguyệt thủ hạ lực lượng bọn họ cơ hồ có thể hoàn toàn điều động. Mà hết thảy các thứ này chỉ là vì điều tra rõ sở hiên viên mực tà và cái này con thần long tung tích mặc dù trong lòng kinh hãi huyền cơ nguyệt quyết định Nhưng là thiên tâm kiếm điệp ba người nhưng cũng không dám chút nào phản bác hoặc nghi vấn lúc này một mực cung kính lĩnh mệnh ừ nữ hoàng bệ hạ chúng ta cái này thì bắt tay đi điều tra đi đi huyền cơ nguyệt sắc mặt lạnh lùng khoát khoát tay ngay sau đó ánh mắt thâm thúy nhìn về phía vô tận bầu trời diệp lạc nhi trong huyết mạch ẩn núp vậy đạo hư ảnh cho đến hiện tại nàng cũng thật lâu không thể quên trong lòng giờ khác này huyền cơ nguyệt ra lệnh một tiếng cả giới cũng nhắc lên hiên nhiên đổ sộ sóng mặc dù phần lớn người cũng cũng không biết huyền cơ nguyệt phải làm như thế như là lớn như vậy động tác vậy đưa tới thế lực khắp nơi cũng nhìn chăm chú từng cái suy đoán không ngừng cùng lúc đó thần quốc phục ma điện diệp thần ngồi xếp bằng ở trong đại điện nhắm chặt hai mắt trong điện phục ma diệp thần đang bế quan vô tận hồng mông hơi thở ở hắn quanh thân lưu chuyển hủy thiên diệt địa vô địch khí thế cuốn đi bốn phía diệp thần khí thế vào giờ khắc này không ngừng leo lên không ngừng mạnh mẽ. Oanh oanh oanh. Hư không chấn động không ngừng, vô tận không gian ở Diệp Thần quanh thân bể tan tành, sinh diệt, thậm chí lại dẫn động đáng sợ không gian phong bạo, vây quanh Diệp Thần xoay tròn. Mênh mông hơi thở từ Diệp Thần trên mình lưu chuyển đi ra, vạn núi thần đánh một trận, để cho Diệp Thần cảm ngộ khá sâu, vừa về tới phục ma điện liền bắt đầu bế quan. Mà giờ khắc này trong cơ thể hắn chấn động không nghỉ, máu kinh lạc vào giờ khắc này đều không ngừng lột xác, diệp thần máu càng phát ra phong phú kinh lạc càng phát ra ngưng tụ chật cố mà xương cốt thì bền chắc không thể gãy tản ra trói mắt chói lọi giống như giữa trời đất nhất thần dị tồn tại hô một ngụm chọc khí chậm rãi khạc ra cái này chọc khí lại trực tiếp đem diệp thần quanh thân vòng quanh không gian phong bạo đánh vỡ đáng sợ gió bão bỗng nhiên ngừng nghỉ diệp thần mở ra đôi mắt suy hai đạo hàn mang trực tiếp từ diệp thần trong mắt bắn ra hủy thiên diệt địa vô địch khí thế bùng nổ cái này hai đạo hàn mang lại giống như phá khai thiên địa nguyên thủy thần mang trong nháy mắt xuyên thủng không gian dường như muốn xuyên qua vạn cổ bắn vào thời không nước lũ bên trong rắc rắc diệp thần đứng lên trên mình xương cốt không ngừng phát ra tiếng vang đây là thân thể lột xác mang tới phản ứng diệp thần thân xác lực lượng lại lần nữa tăng lên hơi nắm quyền diệp thần có thể cảm nhận được chung quanh hư không chấn động trong cơ thể hắn hàm chứa vô cùng sức mạnh to lớn giờ khắc này hắn cảm giác mình thậm chí có thể một quyền oanh xé trời khung đơn giản là vô địch tồn tại vạn núi thần đánh một trận hơn nữa ma hoàng tử tiêu đá để cho ta lại tăng lên tới thiên thần cảnh ba tầng thiên thậm chí có lẽ muốn không được bao lâu là có thể bước vào bốn tầng thiên dĩ nhiên càng nhiều hơn hẳn là ta thần bảo vệ nước thần quốc cho ta phúc trạch diệp thần ánh mắt lóe lên đột nhiên một quyền đánh ra hết thảy trước mặt vào giờ khác này văng tung tóe hủy thiên diệt địa vậy khoáng đạt lực lượng ngay tức thì nghiền nát hết thảy trước mắt hư không đều ở đây sụp đổ, vô tận hư không hơi thở tràn ra ra. Lực lượng bây giờ của hắn cơ hồ tiện tay chạm đến thần quốc quy tắc, kiếm tới. Diệp thần khẽ quát một tiếng, đột nhiên đưa tay ra, dáng trần hàng long kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Diệp thần một nắm chặt dáng trần hàng long kiếm, tiếp theo thân hình chớp mắt trực tiếp bay ra trong điện phục ma, xuất hiện ở vạn trượng trời cao bên trong. Ẩm, thiên địa rúng động, diệp thần vô địch khí thế chấn nhiếp thế gian, giờ phút này trong thần quốc mặc huyết minh bỏ mình hiên viên mặc tà chạy trốn diệp thần thật là vô địch vậy nhất cử nhất động tới giữa đưa tới thiên địa nổ tung huyết nguyệt đổ thiên chảm diệp thần một tiếng giống giận nắm chặt sáng trần hàng long kiếm đột nhiên một kiếm chém ra tào thiên địa vào giờ khác này văng tung tóe trời trăng sao ái mộ chư thiên hoàn vũ cũng chấn động không nghỉ mà ở trên bầu trời hai bánh huyết nguyệt chậm rãi hiện lên giống như trấn áp thế gian hết thảy lực lượng cao nhất sức mạnh to lớn ầm ầm cuốn sạch toàn bộ thần quốc. Oanh, vô tận huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ lưu chuyển xuống, trời trăng sao, chư thiên vạn giới chói lọi đều bị huyết nguyệt nơi đè xuống. Huyết nguyệt bộc phát ra nhất là chói mắt chói lọi, phảng phất toàn bộ vũ trụ trung tâm, vô cùng lực lượng mạnh mẽ cuộn sạch ra. Đầy trời hồng mông khí hiện lên, đáng sợ lớn nguyên khí chấn động. Diệp thần trong tay giáng trần hàng long kiếm vào giờ khắc này toát ra vô tận huyết nguyệt oai, uy áp đáng sợ cuốn đi bốn phía, vô số sinh linh quỷ sát. Tập 1781 Ủ. Ừ. Diệp thần cảm nhận được hủy thiên diệt địa trọng áp hạ xuống thân thể để cho hắn thật là không ngóc đầu lên được. Trên bầu trời hai bánh huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ quá thịnh, hung uy vô cùng, đơn giản là coi trời bằng vùng. Vạn núi thần đánh một trận để cho Diệp thần cảm ngộ khá sâu, giờ phút này miễn cưỡng có thể mình một người thi triển ra tầng thứ hai huyết nguyệt lực. Nhưng là như vậy lực lượng quá mức mạnh mẽ, cho dù là Diệp thần cũng có chút không chịu nổi. Giờ phút này cũng không có ai và Diệp Thần chiến đấu, mặc Huyết Minh và Hiên Viên mặc Tà đã sớm không có ở đây. Diệp Thần một kiếm này nếu như rơi vào thần quốc bên trên, sợ rằng phải đem thần quốc cũng chém thành hai nửa. Hơi thở cồn đãng tới giữa, Diệp Thần đem huyết nguyệt đồ thiên trảm lực lượng tàn đi, trên bầu trời hai bánh huyết nguyệt chậm rãi biến mất. Trong tay dáng Trần Hàng Long kiếm cũng không phục chói mắt, đổi được phổ thông đứng lên. Chỉ là giờ phút này Diệp Thần trong cơ thể nhưng hơi thở rối loạn, lần này thử nghiệm để cho hắn đều có chút không chịu nổi. Cánh tay đều tựa như trọng du năm tấn, thậm chí giống như là chư thiên vạn giới cũng đè ở trên người vậy. Nhâm tiền bối huyết nguyệt đồ thiên trảm, quá mức mạnh mẽ. Không biết hắn ở vực ngoại và thượng giới phải trang lưu lại một kiếm này truyền thuyết. Diệp thần tâm thần chấn động, huyết nguyệt đồ thiên trảm đơn giản là hắn trừ luân hồi thần thông ra, mạnh nhất một chiêu thần thông, đây là hắn lá bài tẩy, tùy tiện sẽ không vận dụng. Ngay tại lúc này, mới vừa huyết nguyệt tản đi, khôi phục lại bình tĩnh bầu trời lại lần dị động lực. Một vầng trăng sáng chậm rãi hiện lên ở trên bầu trời, trăng sáng ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, tựa như thế gian hết thảy tia sáng ngọn nguồn, kinh khủng lớn nguyên khí bao phủ. Trời trăng sao, hết thảy ánh sáng rực rỡ đều biến mất không gặp, trên bầu trời còn sót lại một tua này trăng sáng tản mát ra vô tận chói lọi. Cái này, Diệp Thần ánh mắt chớp động, đột nhiên xem xuống phía dưới, đây là Hạ Nhược Tuyết đưa tới dị động. Hạ Nhược Tuyết trước đây một mực đang bế quan, thậm chí ma hoàng hạ xuống cùng với vạn núi thần đánh một trận cũng không xuất quan. Hắn thật nhiều lần muốn đi tìm hạ nhược tuyết, nhưng đại địch trước mặt vẫn bỏ qua. Hiện tại hẳn đi xem một chút. Trên bầu trời trăng sáng chấn động không nghỉ, ánh sáng rực rỡ lại tán lạc xuống, lại ngưng tụ thành một đóa đóa khiết trắng không tì vết, trói mắt thông suốt, ánh sáng vô tận thần hòa. Mê mông trăng sáng oai chấn nhiếp thiên địa, tựa như vượt qua mãi mãi tới, vô cùng sức mạnh to lớn cuộn sạch, đáng sợ uy nghiêm chấn động. Diệp Thần nhìn cũng không nhịn được tâm thần chấn động, cái này trăng sáng mặc dù không như mình huyết nguyệt đồ thiên trảm như vậy hung hãn vô địch, nhưng lại có kiểu khác diệu dụng, lực lượng cũng là vô cùng. Hạ Nhược Tuyết hiển nhiên lại có lĩnh ngộ, nàng nắm giữ trăng sáng thiên thư, nếu là có thể lĩnh ngộ nắm trong tay chân chính nguyên thuật, đến lúc đó chỉ sợ cũng là vô cùng cường hãn, có thể đạt tới coi trời bằng vung vô địch trình độ. Oanh oanh oanh. Giờ phút này trên bầu trời dị tượng còn chưa tiêu tán, trăng sáng chấn động không ngừng, trăng sáng bốn phía hư không đều bắt đầu sụp đổ, hóa thành một phiến ảo ảnh. Mà giờ khắc này trăng sáng bên trên đột nhiên rơi xuống một đạo ánh sáng diệu thế, chấn nhiếp trừ thiên ánh trăng. Ánh trăng bộc phát ra vô tận sức mạnh to lớn và mũi nhọn, phảng phất có thể chấn áp hoàn vũ vô địch lực lượng, hủy thiên diệt địa vậy hướng Diệp Thần chém tới. Thấy cái này lau một cái ánh trăng bạo giết tới, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, khóe miệng nhưng là miệng nhếch một cái độ cong, đột nhiên bay lên không, lại chủ động đón ánh trăng đi thiên long bát thần âm diệp thần một tiếng gầm lên hồng mông nốt nhạc vang khắp thiên địa rồi rít bay về phía trên bầu trời ánh trăng nơi này đồng thời diệp thần bàn tay một chiêu sát kiếm xuất hiện nơi tay hắn đột nhiên xuất kiếm hủy diệt mộ đạo bùng nổ hủy thiên diệt địa lực lượng mạnh mẽ cuốn đi bốn phía diệp thần lôi cuốn vô địch khí thế và ánh trăng ẩm ẩm đụng vào nhau oanh đáng sợ đánh vào cuốn sạch thiên địa giờ khắc này trên bầu trời lại hiện lên thiên lôi cuồn cuộn vô tận hư không sụp đổ cổn đã hồng mông khí giật tàn ra đáng sợ lớn nguyên khí lưu chuyển chấn nhiếp chư thiên chấn áp hoàn vũ diệp thần bóng người ở đánh chúng biến mất không gặp mà giờ khác này một đạo thân ảnh yểu điệu như là đột nhiên từ phía dưới sông lên bầu trời khẩn trương nhìn về phía chiến đấu đánh vào bùng nổ trung ương nhất diệp thần ngươi không có sao chứ đều do ta ta không nên làm loạn hạ nhược tuyết mặt đẹp phát trắng kinh hoàng nhìn trời khung một khắc sau liền muốn lắc mình xông vào trong đụng chạm tim, muốn tìm ra Diệp Thần chỗ. Hạ Nhược Tuyết đang bế quan bên trong nguyên thuật đột phá, vừa vặn thấy Diệp Thần ở trên trời bên trong, liền muốn chọc cười chọc cười Diệp Thần, thử một chút mình nguyên thuật uy lực. Nhưng là Diệp Thần và ánh trăng va chạm sau đó, Hạ Nhược Tuyết như là phát hiện Diệp Thần hơi thở lại biến mất. Cái này làm cho nàng hết sức sợ, lo lắng mình làm bậy cho Diệp Thần rước lấy phiền toái lớn. Kinh hoàng thất thố dưới, hạ nhược tuyết không để ý hết thảy xông về đánh trúng tim nhưng vào lúc này một giọng nói nhưng ở sau lưng vang lên nhược tuyết ngươi vậy quá coi thường ta sao nghe được cái này thanh âm hạ nhược tuyết thân thể chấn động một cái liền vội vàng xoay người chỉ gặp diệp thần cười ha hả đứng ở phía sau mình bình yên vô sự trên mình liền một chút thương thế cũng không có diệp thần ngươi cái tên xấu xa này hạ nhược tuyết gấp thiếu chút nữa khóc lên Giờ phút này thấy Diệp Thần không có sao không khỏi trừng mắt, mân mê cái môi đỏ thắm không nhịn được gắt giọng. Ha ha, còn không phải là ngươi sẽ đối ta ra tay. Diệp Thần con ngươi híp lại, cười một tiếng, sau đó đi tới hạ nhược tuyết trước người, lạnh nhạt mở miệng nói tiếp, ngươi nguyên thuật đột phá, đây có thể là một chuyện tốt. Đương nhiên biết, hạ nhược tuyết nghe vậy không khỏi liếc Diệp Thần một mắt, nguyên thuật đột phá cũng để cho nàng cảm thấy rất vui vẻ, bất quá cùng lúc đó trong lòng cũng dâng lên vẻ lo âu. Diệp Thần tốc độ trưởng thành hạ Nhược Tuyết nhìn ở trong mắt, nàng đã rất cố gắng, như là cùng Diệp Thần chênh lệch nhưng càng ngày càng lớn, nàng không hy vọng như vậy. Nàng muốn trở thành Diệp Thần cánh tay phải cánh tay trái, có thể trợ giúp cho Diệp Thần, mà không phải là vĩnh viễn ở Diệp Thần sau lưng, chỉ có thể làm bị Diệp Thần người bảo vệ. Ngươi thế nào? Thấy hạ Nhược Tuyết tâm thần bất định, Diệp Thần chân mày nhíu lại, hạ Nhược Tuyết thương thế hết bệnh, nguyên thuật đột phá, hẳn cao hứng mới đúng, làm sao hiện tại nhìn qua nhưng lo lắng. Không có sao? ngươi mới vừa bế quan kết thúc, hẳn cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý, đi làm việc trước đi. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu một cái, nhìn Diệp Thần quan tâm nói. Được, Diệp Thần nghe vậy gật đầu một cái, hắn đúng là có rất nhiều chuyện xử lý, vạn núi thần đánh một trận để cho thần quốc xảy ra thay đổi thật lớn. Mạc huyết minh bỏ mình, hiên viên mặc tà chạy trốn, thần quốc thế lực khắp nơi chấn động không nghỉ, quả thật cần phải nghiêm túc xử lý một phen. Minh Điện đã mất vào tay giặc, mà thiên đạo cung mặc dù không có hiên viên mặc tà, nhưng là thiên đạo cung nội tình vẫn còn ở. Những chuyện này đều cần cân nhắc một phen, làm sao đối đãi thiên đạo cung, đối đãi thế lực khắp nơi, đều cần nghiêm túc cân nhắc. Sau đó, Diệp Thần liền xoay người rời đi, liên lạc Diệp Lăng Thiên còn có u oanh quỷ díu, chuẩn bị cùng bọn họ thảo luận một tí những chuyện này. Mà Hạ Nhược Tuyết nhìn Diệp Thần rời đi, thân thể như là chậm rãi rơi xuống, trở lại gian phòng của mình bên trong, mà giờ khắc này Tiểu Bạch nhưng là tìm đi lên. Tiểu Bạch và Hạ Nhược Tuyết cảm tình là cực tốt, hôm nay hạ nhược tuyết thương thế khôi phục nguyên thuật đột phá tiểu bạch dĩ nhiên muốn chúc mừng một phen tuyết tỷ tỷ ngươi rõ ràng đột phá đây cũng là chuyện tốt à làm sao mặt mày ủ rột tiểu bạch cùng hạ nhược tuyết nói chuyện nhưng phát hiện hạ nhược tuyết một mực lo lắng dáng vẻ tựa hồ có tâm tư gì không nhịn được mở miệng hỏi nói không có chuyện gì hạ nhược tuyết đưa tay xoa xoa tiểu bạch đầu ngay sau đó mở miệng nói ta chỉ là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể chân tránh nắm trong tay nguyên thuật đến lúc đó Diệp Thần gặp phải phiền toái ta cũng có thể giúp, ra một phần lực. Nắm giữ nguyên thuật Tiểu Bạch chân thủ hơi nghiêng, con ngươi sáng ngời chớp động, giống như là chợt nhớ tới cái gì, trước mắt sáng lên mở miệng nói, tuyết tỷ tỷ, ngươi muốn chân tránh đột phá nguyên thuật. Sợ rằng phải đi vực ngoại mới được, thần quốc quy tắc đối với nguyên thuật có hạn định và áp chế, trong trí nhớ của ta vực ngoại một nơi mới có thể làm được một điểm này. Đi vực ngoại, hạ nhược tuyết nghe vậy nhưng nhíu mày, không nhịn được nhìn về phía ngoài cửa sổ, vực ngoại hung hiểm vạn phần. Nàng thực lực đến vực ngoại rất nguy hiểm, hơn nữa nàng muốn cùng ở Diệp Thần bên người, không hề muốn rời đi. Tuyết tỷ tỷ, ngươi nếu như không có thể chân tránh nắm giữ nguyên thuật mà nói, sợ rằng thật không giúp được gì, Diệp Thần ca ca kẻ địch sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đế Uyên Điện, thượng giới nữ hoàng, bất kỳ một người nào đều là nghiền ép ngài tồn tại. Tiểu Bạch không có đem câu nói kế tiếp nói ra, nhưng là nàng rất rõ ràng, Hạ Nhược Tuyết rõ ràng nàng ý. Quả nhiên, Hạ Nhược Tuyết nghe được Tiểu Bạch nói, càng phát ra trầm mặc, nhưng là trong mắt ánh sáng nhưng là dần dần sáng lên, kiên định thần thái lấp lánh rực rỡ. Ta muốn phải giúp Diệp Thần, muốn cùng Kỳ Tư Thanh như nhau ở hắn bên người sóng vai tác chiến, hết thảy các thứ này không phải bầu bạn ở hắn bên người có thể làm được. À. Hạ Nhược Tuyết trong lòng lặng yên suy nghĩ, giờ khắc này nàng rốt cuộc muốn rõ ràng, chỉ có rời đi Diệp Thần mới có thể tốt hơn bảo vệ Diệp Thần, Hôm nay phân biệt chẳng qua là vì ngày sau tốt hơn gặp nhau. Diệp Thần mang Diệp Lăng Thiên và U Oanh Quỷ Diếu xử lý rất nhiều chuyện. Hôm nay Thần Quốc cũng coi là trăm phế đợi hưng. Rất nhiều địa phương đều cần lưu ý, vì vậy cũng coi là tương đối bận rộn. Giờ phút này trở về trời đã tối xuống. Diệp Thần bước tiến vào trong điện Phục Ma, nhưng phát hiện Hạ Nhược Tuyết lại ở chỗ này chờ mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Thế nào? Diệp Thần bước đi tới Hạ Nhược Tuyết bên người, ôn nhu hỏi nói hắn nhìn ra được hạ nhược tuyết tựa hồ có tâm sự gì. Từ hạ nhược tuyết nguyên thuật sau khi đột phá, nàng liền có chút kỳ quái, diệp thần vậy có chút hiếu kỳ. Chỉ là hạ nhược tuyết không nói, hắn cũng sẽ không ép hỏi, dẫu sao mỗi một người đều có mình tâm sự. Không việc gì, nghe được diệp thần mà nói, hạ nhược tuyết lắc đầu cười một tiếng, nụ cười sáng rỡ phảng phất xuân quang quất vào mặt, diệp thần tạm thời không khỏi thấy đờ ra. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện một chút mà thôi. Hạ nhược tuyết nhìn diệp thần, nhu tình như nước giờ khắc này dù là diệp thần là tâm địa sắt đá sợ rằng đều phải hóa thành lượn quanh chỉ mềm huống chi hắn không phải nhược tuyết diệp thần không nhịn được ngưng mắt nhìn hạ nhược tuyết như nước giống vậy hai tròng mắt trong lòng không nhịn được chấn động muốn đến cũng vậy có thời gian rất dài không có cùng hạ nhược tuyết tán gẫu một chút lâu như vậy tới nay hắn một mực bận tăng lên bận bịu ứng đối các loại các dạng nguy hiểm hôm nay mặc huyết minh đã diệt trừ hiên viên mặc tà vậy thoát đi thần quốc Diệp Thần cũng có ngắn ngủi có thời gian, có thể tạm thời buông lỏng một tí. Sau thời gian, Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết cũng không có thảo luận thần thông, công pháp, không có nói đạt tới liên quan tới tu luyện hết thảy, ngược lại là nhớ lại đi qua thời gian, những cái kia giữa hai người từng ly từng tí. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt tới giữa liền đến đêm khuya, Diệp Thần nhìn Hạ Nhược Tuyết đang muốn cáo từ, vừa định há miệng nhưng cảm thấy một phiến dịu dàng vét sạch đôi môi. Nhược Tuyết, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, chỉ gặp hạ nhược tuyết nhắm chặt hai mắt thật dài lông mi mau rung động mặt đẹp đỏ ửng đừng nói chuyện hạ nhược tuyết mở hai mắt ra ánh mắt thẹn thùng khiếp nhìn diệp thần thở ra như lan nhưng to gan đem diệp thần một cái đẩy ngã trong nháy mắt diệp thần chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể cũng đang cháy nhìn hạ nhược tuyết nhu tình như nước hai trong mắt ngày thứ hai diệp thần tỉnh lại và bị mình dày vò không nhẹ hạ nhược tuyết vuốt ve an ủi một hồi sau đó liền vội vã rời đi phục ma điện hắn còn có việc cần xử lý. Mà ở Diệp Thần sau khi đi, Hạ Nhược Tuyết nhưng cảm thấy trong cơ thể máu lại bắt đầu rối loạn, máu một hồi sôi trào, lại đột nhiên nguội xuống, chu nhi phục thủy, phảng phất luân hồi. Hạ Nhược Tuyết lâm vào thống khổ cực độ bên trong, muốn kêu đau cầu cứu, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào. Suy, Hạ Nhược Tuyết huyết mạch trong cơ thể cùng bạo cháy, thậm chí truyền ra máu bốc hơi thanh âm, qua một lúc lâu lại ngưng kết là hàn băng, Hạ Nhược Tuyết cả người cũng bị đông cứng bình bịch bịch. Ở nơi này loại thời khắc, Hạ Nhược Tuyết tim lại không bị máu ảnh hưởng, đập càng phát ra kịch liệt, dường như muốn đánh vỡ lồng ngực sông lên đi ra bên ngoài tới. Mà trong tim kịch liệt đập thời khắc, từng luồng tinh thuần cực kỳ, mang luân hồi hơi thở máu mà lại ở Hạ Nhược Tuyết tim bên trong mơ hồ hiện lên. Oanh! Trong nháy mắt, Hạ Nhược Tuyết trong cơ thể nơi có dị tượng toàn bộ biến mất. Nàng máu giống như là ở hướng cái này tia luân hồi máu thần phục vậy, lại toàn bộ dung nhập vào cái này một món yếu ớt máu bên trong. Trong phút chốc, hạ nhược tuyết trong cơ thể hết thảy máu lại toàn bộ tiến vào luân hồi máu bên trong, luân hồi máu chấn động để gặp, hủy thiên diệt địa chập chờn cuốn đi bốn phía, tựa như chư thiên vạn giới, vô tận hoàn vũ cũng vào giờ khắc này lật, đáng sợ luân hồi hơi thở hiện lên. Luân hồi máu lại lần nữa thả ra giống như sông lớn vậy mênh mông máu tươi, ngay tức thì đem hạ nhược tuyết toàn bộ thân thể tràn đầy, những thứ này máu tươi không một ngoại lệ, toàn bộ mang theo luân hồi hơi thở. Đây là cái gì? Hạ Nhược Tuyết tâm thần chấn động, thân thể phát sinh biến hóa để cho nàng kinh dị vạn phần, đồng thời nàng vậy cảm thấy mình lực lượng tăng lên to lớn, tựa như nắm trong tay thế gian mạnh mẽ nhất quy luật, để cho nàng trong nháy mắt hóa thành nắm trong tay chư thiên vạn giới, vạn cổ thời gian cao nhất nắm giữ. Oanh! Hạ Nhược Tuyết trong đầu một tiếng vang thật lớn, tiếp theo tâm thần của nàng lại bị kéo vào một phiến kỳ dị không gian bên trong. Cái này mảnh không gian bên trong, Hạ Nhược Tuyết thấy được Diệp Thần kiếp trước, cũng chính là luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ một phần chia trải qua ở Hạ Nhược Tuyết trước mắt giống như huyễn đèn phiến vậy thoáng qua, vô số hủy thiên diệt địa cuộc chiến sinh tử, vô số chân áp vạn cổ, đáng sợ đến mức tận cùng sống chết đại địch, thoáng qua tới giữa, Hạ Nhược Tuyết liền toàn bộ đều rõ ràng. Hô, Hạ Nhược Tuyết đột nhiên mở hai mắt ra, giờ khắc này nàng rốt cuộc rõ ràng liền thân thể mình vì sao phát sinh những thứ này khác thường. Nguyên lai like ngày hôm qua và Diệp Thần âm dương giao hợp, nàng lại bất ngờ thu được một chút luân hồi huyết mạch cái này làm cho nàng có vô thượng lực lượng vậy rõ ràng liền diệp thần gánh vác cái gì diệp thần cho tới nay trải qua cái gì tập 1782 diệp thần con đường sau này nhất định là một đường nguy cơ trùng trùng hắn phải vượt mọi trong gai đánh chiếm muôn vàn khó khăn mà ta cũng nhất định phải bầu bạn ở hắn bên người ta phải trở nên mạnh mẽ nếu không ta không cách nào trợ giúp cho diệp thần hạ nhược tuyết ánh mắt vào giờ khắc này đột nhiên kiên định sau đó nàng đứng dậy viết một phong thư liền xoay người mang tiểu bạch rời đi. Tuyết tỷ tỷ, vực ngoại mặc dù nguy hiểm, nhưng ta sẽ bảo hộ ngươi, đến khi ngươi ta mạnh mẽ sau đó, chúng ta lại bảo vệ Diệp thần ca ca. Trên bầu trời, tiểu bạch hướng về phía Hạ Nhược Tuyết giơ giơ lên quả đấm nhỏ mình, hết sức lạc quan mở miệng nói. Được, trước Hạ Nhược Tuyết nghĩ đến mình đi vực ngoại, còn có chút không biết làm sao, nhưng là nghe tiểu bạch nói, biết nàng là đang an ủi mình, không khỏi lộ ra nụ cười, tối thiểu bên người còn có tiểu bạch phụng bồi mình. Diệp Thần, chờ ta trở về, đến lúc đó ta nhất định cường đại đến có thể trợ giúp ngươi, làm ngươi cánh tay phải cánh tay trái. Mấy tiếng sau, Diệp Thần trở lại Phục Ma điện bên trong, đi hạ nhược Tuyết gian phòng tìm Hạ Nhược Tuyết, nhưng phát hiện nhà không lầu trống, chỉ còn lại một giấy thư, không khỏi cau mày. Cái này. Diệp Thần chậm rãi mở ra thư, phía trên là Hạ Nhược Tuyết lưu lại chữ viết, Hạ Nhược Tuyết cho biết liền Diệp Thần hết thảy, bao gồm nàng thu được luân hồi huyết mạch sự việc vì vậy càng thêm tin chắc phải đổi được cường đại tín niệm. Nhược tuyết, ngươi làm sao ngu như vậy? Diệp thần nhìn song thư không khỏi lắc đầu, vực ngoại hết sức nguy hiểm, hắn không hy vọng hạ nhược tuyết đi. Nếu như có thể, hắn nguyện ý cả đời đem hạ nhược tuyết ở lại bên cạnh mình, bảo vệ nàng cả đời. Một khắc sau, diệp thần khí thế bùng nổ, trực tiếp bao phủ toàn bộ phục ma điện. Mà giờ khắc này trong điện phục ma đám người cũng đều bị diệp thần hù dọa, bọn họ nhận ra được Diệp Thần khí thế ở giữa nóng này cảm giác, không khỏi hơi biến sắc mặt, suy đoán chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch cũng không ở. Diệp Thần ánh mắt híp lại, hạ nhược tuyết quả nhiên là rời đi, mang Tiểu Bạch đồng hành. Ngay sau đó, Diệp Thần trực tiếp phi thân lên, cuồng bạo khí thế ngay tức thì cuộn sạch ra, hắn muốn điều tra toàn bộ thần quốc, xem xem hạ nhược tuyết hôm nay ở nơi nào, hắn muốn ngăn lại hạ nhược tuyết. Trong nháy mắt, toàn bộ thần quốc chấn động, Diệp Lăng Thiên và U Oanh Quỷ díu vậy đi ra, lo lắng nhìn trên bầu trời Diệp Thần, không biết chuyện gì xảy ra, để cho Diệp Thần phản ứng khổng lồ như vậy. Hồi lâu sau, Diệp Thần cùng bạo khí thế thu liễm, hắn cả người hoàn toàn tỉnh táo lại, chậm rãi từ không trung rơi xuống. "Điện chủ, chuyện gì xảy ra?" Diệp Lăng Thiên lập tức tiến lên đón tới, lo lắng nhìn Diệp Thần, Diệp Thần như vậy cử động nhưng mà rất hiếm thấy. "Không việc gì." Diệp Thần lắc đầu một cái, ánh mắt lo lắng nhìn về vực ngoại phương hướng, nhược tuyết mang tiểu bạch đến vực ngoại đi. Tại sao? Diệp Lăng Thiên nghe vậy ngẩn ra. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ. Diệp thần ánh mắt thâm thúy, hắn không hề quái hạ nhược tuyết cứ như vậy rời đi, chỉ là lo lắng hạ nhược tuyết an nguy, vực ngoại không thể so với thần quốc, đây chính là nguy cơ trùng trùng địa phương. Điện chủ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta tin tưởng các nàng không có việc gì. Diệp Lăng Thiên ngay sau đó mở miệng nói. Ừ, chỉ mong Diệp Thần yên lặng gật đầu, Hạ Nhược Tuyết đã rời đi thần quốc, lo lắng cũng không dùng, chỉ có thể hy vọng Hạ Nhược Tuyết sẽ không gặp phải nguy hiểm. Bất quá lòng hắn bên trong lo lắng nhất vẫn là Hiên Viên Mặc Tà. Như Hiên Viên Mặc Tà thật thấy Huyền Cơ Nguyệt, mình thân phận thì có thể bị phát hiện. Huyền Cơ Nguyệt có biện pháp xác định Hiên Viên Mặc Tà có phải là thật hay không luân hồi chi chủ, dù là Hiên Viên Mặc Tà ẩn núp khá hơn nữa. Cho nên Hiên Viên Mặc Tà không chết, Diệp Thần không cách nào an lòng ngay tại lúc này bầu trời nhưng hiện lên vô tận ma khí ma khí cổn đãng tới giữa khoáng đạt mênh mông vô cùng sức mạnh to lớn cuốn tới diệp thần thấy cái này đầy trời ma khí sắc mặt không khỏi khẽ biến đây là già thiên ma đế hơi thở ma đế tiền bối ngươi lại đột phá diệp thần kinh ngạc nhìn vô tận ma khí rơi ở trước người lộ ra già thiên ma đế khí thế cùng phách bóng người già thiên ma đế cả người ma khí cổn đãng đi đôi với đậm đà hồng mông khí và từng đạo khí thế đáng sợ tới cực điểm lớn nguyên khí, cái này làm cho Diệp Thần tâm thần chấn động không dứt. Già Thiên Ma Đế mới rời đi không bao lâu, lại liền lại đột phá, hơn nữa lần này so với trước đó cường hãn vô số lần, càng quỷ dị đã đạt đến mặc huyết minh và hiên viên mặc tà trình độ, thánh tổ cảnh chín tầng trời. Cái này là như thế nào tốc độ đột phá? Diệp Thần tâm thần chấn động không dứt, hắn tốc độ đột phá liền đủ biến thái, không nghĩ tới Già Thiên Ma Đế so mình còn nhanh hơn. Ha ha, nghe được Diệp Thần mà nói, già Thiên Ma Đế nhưng là không nhịn được lộ ra nụ cười. Trên mình ma khí cổn đãng để gặp, già Thiên Ma Đế rất có cảm ngộ nhìn về phía Diệp Thần. Cái này còn muốn may mà nước suối vàng, nước suối vàng để cho ta căn cơ hồi phục, thậm chí tăng trưởng đối ngoại giới cảm ngộ và tốc độ đột phá nhanh hơn. Hơn nữa và mặc huyết minh đánh một trận để cho ta lĩnh ngộ không thiếu, cùng với vực ngoại linh khí tương đối thần quốc đậm đà quá nhiều, ta trở lại vực ngoại liên tiếp liền đột phá. Già thiên ma đế lời nói tới giữa rất là cao hứng, hiển nhiên đối với mình đạt tới thánh tổ cảnh chín tầng trời vậy rất là vui vẻ. Đây có thể là một chuyện tốt. Diệp thần nghe vậy cũng không khỏi lộ ra nụ cười, không nghĩ tới nước suối vàng lại có cường hãn như vậy hiệu quả. Để cho già thiên ma đế tiếp liền đột phá, ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến thánh tổ cảnh chín tầng trời. Mà già thiên ma đế đột phá đến thánh tổ cảnh chín tầng trời, Diệp thần cũng coi là có vô cùng cường đại trợ lực hiện tại coi như là hiên viên mặc tà trở về hắn cũng không sợ già thiên ma đế một người liền có thể ung dung đối kháng hiên viên mặc tà chỉ là giờ phút này già thiên ma đế nhưng là thu liễm nụ cười nhìn về phía diệp thần hết sức nghiêm nghị mở miệng nói diệp thần ta chạy về là bởi vì là ở vực ngoại biết được một cái tin tin tức gì diệp thần nhướng mày một cái mơ hồ cảm giác có không tốt sự việc phát sinh hơn nữa già thiên ma đế cái này vẻ mặt nghiêm túc cũng để cho diệp thần không thể không trịnh trọng lên có liên quan hiên viên mặc tà còn có diệp lạc nhi già thiên ma đế ánh mắt chớp động ngay sau đó mở miệng nói lạc nhi diệp thần nghe vậy không khỏi khẽ run diệp lạc nhi mất đi trí nhớ hắn vẫn luôn không tìm được diệp lạc nhi hôm nay diệp lạc nhi như thế nào cùng hiên viên mặc tà có liên lụy rốt cuộc chuyện gì xảy ra huyết long sau khi trở về nói cho ta các ngươi cuối cùng không có thể chém chết hiên viên mặc tà thượng giới nữ hoàng ra tay giữ được hắn để cho hắn thành công biến dạng không gian chạy khỏi già thiên ma đế nhìn về phía diệp thần là như vậy nói tới chuyện này diệp thần cũng có chút không cam lòng vốn là muốn muốn một lần hành động chém chết hiên viên mặc tà vĩnh tuyệt hậu hoạn nhưng không nghĩ tới lại bị huyền cơ nguyệt cho ngăn trở vậy thì không sai già thiên ma đế nghe vậy chậm rãi gật đầu tiếp theo hai tay chắp sau lưng mở miệng nói ta ở vực ngoại nghe được một vài tin đồn có người ở tinh tuyền vực và nguyệt hồn vực chỗ giáp giới thấy được một đạo thiên đạo hơi thở bao phủ bóng người và một đầu rồng thần từ tê liệt trong không gian rớt xuống. Bởi vì nơi đó lúc ấy bộc phát hủy thiên diệt địa vậy đáng sợ đánh vào, có người thậm chí hoài nghi đó là cao nhất tồn tại xuất thủ chiến đấu chập chờn, cho nên hấp dẫn không ít người chú ý, hôm nay vực truyền ra ngoài sôi sùng sục, tin tức này sẽ không có vấn đề. Ừ, Diệp Thần nghe vậy trong mắt sắc bén lóe lên, cao nhất tồn tại xuất thủ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ đánh mất ở nơi nào? Diệp Lạc Nhi như thế nào? Diệp Thần không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng mở miệng hỏi nói. Tình huống không ổn. Già thiên ma đế lắc đầu một cái. Cây theo lời đồn, Diệp Lạc Nhi hẳn là đã hôn mê, nhưng là trên người có cao nhất sức mạnh to lớn bảo vệ. Dù là đánh rơi đến vực ngoại vậy sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là nàng rơi xuống địa phương nhưng hung hiểm dị thường, tình huống không ổn. Già thiên ma đế ánh mắt chớp động, hiên viên mặc tà và Diệp Lạc Nhi đánh rơi cùng một nơi. Nơi đó được gọi là cửu tử chi cảnh, nhưng thực bước vào người ở đó không có một cái có thể còn sống đi ra. Đây là tinh tuyền vực bên bờ địa giới bên trong hung hiểm nhất tuyệt cảnh, kêu 10 phần chết chắc cảnh tựa hồ càng thích hợp. Không chỉ như vậy, thượng giới nữ hoàng vậy nhúng tay tìm hai người. Bỏ mặc có tìm được hay không, hậu quả đều không lợi. 10 phần chết chắc. Diệp thần nghe vậy không khỏi tâm thần chấn động, hắn không thể để cho Diệp Lạc Nhi chết đi, đây là hắn không cách nào tiếp nhận sự việc. Diệp Lạc Nhi chỉ nhớ mặc dù phong ấn, Đối với thái độ mình lạnh như băng, nhưng dựa theo trước mắt tới xem, Diệp Lạc Nhi khẳng định đối với Hiên viên Mặc Tà ra tay. Mục đích vẫn là vì mình. Như vậy mới ngăn cản Hiên viên Mặc Tà gặp được Huyền Cơ Nguyệt. Ngăn cản thân phận mình bại lộ có thể. Hiện tại Diệp Lạc Nhi gặp nguy hiểm. Hắn không thể nào bỏ mặc. Xem ra ta có cần phải đi một chuyến nữa vực ngoại. Ít nhất phải cầm Diệp Lạc Nhi tìm được, nếu là có thể giải quyết Hiên viên Mặc Tà, vậy tốt hơn. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên kiên quyết định, Hạ Nhược Tuyết đi vực ngoại đã để cho hắn vô cùng lo lắng, hôm nay Diệp Lạc Nhi lại tin tức truyền ra, lại rơi vào tinh tuyền vực đáng sợ nhất tuyệt cảnh, cửu tử chi cảnh bên trong, hắn nhất định phải đem Diệp Lạc Nhi cứu ra. Coi như là 10 phần chết chắc cảnh, ta muốn bảo người, vậy tuyệt đối không thể nào chết. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, khí thế ngút trời bùng nổ, Già Thiên Ma đế tựa như thấy được kiếp trước vô địch thế gian luân hồi chi chủ vậy, không khỏi tâm thần chấn động, Diệp Thần càng phát ra có kiếp trước uy nghiêm. Trước cứu ra Lạc Nhi, giải quyết hiên viên mặc tà, sau đó sẽ cầm nhược tuyết tìm được, xem ra ta không thể không đi vực ngoại. Diệp Thần ánh mắt kiên định xuống, sau đó nhìn về phía giả thiên ma đế, mở miệng nói, ma đế tiền bối, ngươi chờ chút ta chốc lát. Ta giao phó một ít chuyện tình, cái này thì tùy ngươi lên đường đi vực ngoại. Được, giả thiên ma đế không nói nhảm, thưởng thức nhìn Diệp Thần. Cao giọng đáp ứng, hắn thưởng thức nhất chính là Diệp Thần một điểm này, gặp phải sự việc vĩnh không thối lui, có kiên định tín niệm. Sau đó, Diệp Thần liền tìm được tiểu hoàng các người, cho biết chính bọn họ có chuyện phải rời khỏi thần quốc, muốn đi trước vực ngoại một đoạn thời gian. Có thể 10 ngày, có thể nửa tháng. Để cho bọn họ cực kỳ chăm sóc thần quốc hết thảy, có bất kỳ nguy hiểm nào lập tức liên lạc hắn. Hắn mặc dù muốn mang trên tiểu hoàng, nhưng tiểu hoàng dẫu sao là hắn bên người cường đại nhất tồn tại, chỉ có hắn có tư cách chấn thủ phục ma điện hơn nữa lần này hẳn không sẽ đi quá lâu dẫu sao hắn còn muốn hồi một chuyến hoa hạ yên tâm đi chủ nhân thần quốc có ta ở đây nhất định sẽ không có bất cứ vấn đề gì tiểu hoàng thô bạo vô cùng vỗ ngực một cái hướng diệp thần bảo đảm nói được diệp thần ánh mắt đông lại một cái sau đó nhìn về phía diệp lăng thiên nói lăng thiên ngươi có một chuyện khác diệp lăng thiên ngẩn ra chẳng lẽ điện chủ có nhiệm vụ mới cho mình diệp thần cầm ra một khối truyền tin ngọc bội Đưa cho Diệp Lăng Thiên, hoa hạ sự việc ta từ đầu đến cuối cảm giác không đúng, ngươi đi một chuyến. Khối ngọc bội này có thể cùng ta liên lạc một lần, bởi vì không gian cách trở chân thực quá mạnh mẽ, lần này muốn ở thời điểm mấu chốt nhất sử dụng. Còn nữa, ngươi bây giờ thực lực đối với hoa hạ võ học hệ thống quá cao, trái đất quy tắc khẳng định sẽ áp chế ngươi tu vi. Hiện tại linh khí dị biến, ta cũng không cách nào xác định ngươi đi sẽ phát sinh cái gì. Nhưng nhớ, không muốn hành động thiếu suy nghĩ ta luôn cảm giác hoa hạ có thể có vực ngoại hoặc là thượng giới cường giả nhúng tay, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hoa hạ dẫu sao là hết thảy bắt đầu địa phương. Bàn cờ này, hoa hạ địa giới tuyệt đối là một cái đánh cờ chiến trường một trong. Nếu như có cơ hội, thông qua kim lãnh nhạn tìm được một cái kêu là quách hải vân ông già, người này là vĩnh lão phân thân, hắn hẳn biết càng nhiều. Nhớ, vừa có không đúng tình huống, liền thông báo ta, ta sẽ lập tức lên đường đi. Ở trước khi lên đường, ngươi đi linh võ đại lục tìm một tí chu nhã nàng chắc đúng dưới mắt thế cục càng rõ ràng dĩ nhiên nếu như nàng cố ý muốn chờ ta cùng nhau chờ ta cứu ra lạc nhi liền cùng nàng và ngươi ở hoa hạ hội họp đây là diệp thần nghĩ cặn kẽ sau kết quả hoa hạ linh khí dị biến trước mắt không nghiêm trọng hắn ngược lại không cần phải lập tức lên đường nhưng vì an toàn khởi kiến hay là để cho diệp lăng thiên đi một chuyến diệp lăng thiên bây giờ thực lực sợ rằng hẳn vô địch tại hoa hạ mới đúng nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Thần mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Sự việc tuyệt không đơn giản. Diệp Lăng Thiên có thể cảm nhận được Diệp Thần lời nói nghiêm túc, con ngươi ngưng trọng, ừ, điện chủ, ta cái này sẽ lên đường, ừ. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đi theo giả thiên ma đế lên đường rời đi. Diệp Thần hai người tốc độ cực nhanh, ở trên bầu trời nhanh như điện chớp, một bước bước ra chính là vạn dặm khoảng cách. Rời đi thần quốc, Diệp Thần liền cảm nhận được vô tận hư không hơi thở bay ập vô mặt, vực ngoại minh mông vô cùng, ánh mắt có thể đạt được đều là chói mắt tinh thần. Vô tận tinh thần rơi xuống trên bầu trời, minh mông chư thiên vạn giới để cho trong lòng người rung động. Bất quá Diệp Thần cũng không có ở đây thưởng thức phong cảnh dọc đường, Diệp Lạc Nhi người đang ở hiểm cảnh để cho hắn hết sức lo âu. Giờ phút này hết tốc lực tiến về phía trước, muốn trong thời gian ngắn nhất đi tinh tuyển vực. Dọc theo đường đi, Vực ngoại có không ít người phát hiện diệp thần thực lực bất quá là thiên thần cảnh ba tầng thiên nhận ra được diệp thần trên người có cao nhất khí vận muốn đối với diệp thần ra tay rồi giết bị giả thiên ma đế khí thế mạnh mẽ chấn nhiếp thánh tổ cảnh chín tầng trời dù là ở vực ngoại tinh tuyển vực vậy coi là trên là không sai cường giả những người này còn không có lá gan dám trêu chọc giả thiên ma đế cho dù có người không sợ giả thiên ma đế nhưng vậy nhìn ra được diệp thần thân trong lòng cao nhất khí vận không phải người đơn giản không dám ra tay một đường đi đường mệt nhọc diệp thần và già thiên ma đế cuối cùng đến tinh tuyển vực bên trong tìm người hỏi ra cửu tử chi cảnh vị trí cụ thể liền lại lần nữa lên đường cửu tử chi cảnh là tinh tuyển vực đáng sợ nhất tuyệt cảnh hiếm có người dám đến gần nơi đây trừ một ít đối với mình tràn đầy tự tin đại năng ra chính là một ít nằm mộng ban ngày vọng tưởng bước vào tuyệt cảnh lấy được được cao nhất cơ duyên ngu xuẩn mà nguyên nhân chính là là có đại năng và ngu xuẩn tồn tại cửu tử chi cảnh mặc dù rất ít có người đặt chân nhưng chỗ này vẫn như cũ có một chút cơ hội làm ăn, vì vậy có người ở chỗ này thành lập một tòa thành, tên là Tinh Hàn thành. Giờ phút này, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế hạ xuống Tinh Hàn thành, Tinh Hàn thành không lớn, căn bản cư trú không được mấy người, mà ở chỗ này cửa hàng và làm mua bán người liền càng ít hơn, thật là vắng lặng tới cực điểm. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, hắn phát hiện đã lâu luân hồi mộ địa lại truyền đến dị động. Một khối đá bia lại lóe lên ánh sáng sáng chói rất rõ ràng, có thể dẫn động. Ừ, chẳng lẽ vị này đại năng và nơi đây có liên hệ gì? Tập 1783 Diệp thần không nghĩ nhiều nữa, ngay tức thì ý thức tiến vào luân hồi mộ địa bên trong. Hắn đứng ở đó khối ánh sáng rực rỡ lóe lên trước tấm bia đá, con người híp lại. Trên tấm bia đá có khắc một người vô cùng hắn thần bí long ảnh đồ sộ thuẫn. Trên cự thuẫn phù văn lưu chuyển, tựa như mang ngút trời uy thế trước kia tân đại năng ra đời đều sẽ có tên chữ cũng hoặc là danh hiệu biểu hiện. Tại sao cái này đại năng là như vậy huyền diệu đồ sộ thuẫn hình ảnh? Chẳng lẽ cái này đại năng vũ khí là thuẫn, cũng hoặc là khác? Diệp thần hướng về phía bia đá chắp tay một cái, tiền bối, còn mời đi ra vừa gặp. Nhưng mà, trả lời hắn chính là yên lặng. Đối phương liền trả lời Diệp thần dự định cũng không có. Tiền bối, Diệp thần kêu mấy tiếng, nhưng mà, kết quả cũng giống nhau. Vậy đại năng căn bản không có gặp Diệp Thần dự định. Diệp Thần không biết đây là cái gọi là ngạo, vẫn là có ẩn tình khác. Bất quá việc cần kíp, trước hay là tìm được Diệp Lạc Nhi thì tốt hơn. Tinh Hàn Thành, cửu tử chi cảnh danh giới tiểu thành trì, bốn phía cỏ dại hoành xanh, nơi này tử khí cực kỳ đậm đà, thậm chí hội tụ thành một đoàn đoàn u hồn vậy tử linh ở bồng bềnh khắp nơi. xương trắng tùy ý có thể gặp, tất cả loại các dạng hình dáng xấu xí côn trùng ở trên trời qua loa bay lượn, vo ve kêu loạn. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế cùng chung bước vào chỗ này vắng lặng thành trì, thành trì quá nhỏ, chỉ có một cái đường chính. Trên đường chính chỉ có mấy nhà làm ăn, một cái trà lâu, một cái cửa hàng vũ khí, một nhà bề ngoài là thanh lâu, thực ra là buôn bán tình báo tầng ba lầu nhỏ. Diệp Thần không có tâm tư ở tinh hàn thành rừng chân, dự định ở chỗ này hỏi thăm được cửu tử chi cảnh vị trí cụ thể sau đó liên cùng Già Thiên Ma Đế lập tức đi. Ma ở cái thành nhỏ này trong ao, hỏi dò tin tức chỗ tốt nhất chính là tên là Hoa Đô Lầu Thanh Lâu. Hoa Đô Lầu là vực ngoại hết sức nổi tiếng tổ chức tình báo, bọn họ lấy Thanh Lâu làm che giấu, thật ra thì lén lút buôn bán tình báo, Hoa Đô Lầu khắp nơi đều có, liền tinh hàn thành như vậy vắng lặng chi địa cũng mở cửa tiệm. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế bước đi vào Hoa Đô Lầu bên trong, ở bên ngoài xem cái này tầng ba lầu nhỏ đổ nát không chịu nổi thậm chí tản ra một cổ gỗ mục mùi vị, như là tiến vào bên trong bên trong nhưng là có khác một phen động thiên. Từng vị trang điểm lộng lẫy, tướng mạo xinh đẹp vóc người nóng bỏng, ăn mặc khinh bạc áo quần cô nương đứng ở lầu một phòng khách bên trong, hướng về phía tới trước quý khách vui cười tươi như vậy. Mà phòng khách này cũng là nguy nga lộng lẫy, đậm đà hồng mông khí ở trong đại sảnh lưu truyền, mơ hồ tới giữa Diệp Thần còn nhận ra được lau một cái nguyên khí chập chờn, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Có thể ở cái này tinh hàn thành mở cửa tiệm, quả nhiên không đơn giản. Một cái như vậy tiệm nhỏ đều có nắm trong tay nguyên lực lượng người tồn tại, hoa đô lầu không hổ là vực ngoại đứng đầu tổ chức tình báo. Mà giờ khác này trong đại sảnh còn đứng không thiếu cùng Diệp Thần hai người vậy, đều là tới đây tìm cửu tử chi cảnh tu sĩ, phần lớn đều là tụ ba tụ năm. Yếu nhất cũng là thánh tổ cảnh trung kỳ, từng cái hơi thở mạnh mẽ phi phàm, Diệp Thần thậm chí phát hiện và giả thiên ma đế khí thế không phân cao thấp tồn tại. Cái này hai người, Diệp Thần nhìn phòng khách trong xó xỉnh bưng ly trà, im lặng không nói hai người, ánh mắt híp lại, hai vị thánh tổ cảnh chín tầng trời, thực lực tương đối khá. Hai vị, không biết tới phải làm gì mua bán, là hưởng thụ, vẫn là hỏi dò tin tức. Ở Diệp Thần như có điều suy nghĩ lúc đó, một vị vóc người cao gầy, sau lưng ba nghìn tóc xanh bù xù, ánh mắt quyến rũ như tơ cô gái đã tiến lên đón, nhìn ra thiên ma đến nũng nịu mở miệng nói. Cô gái nói chuyện đồng thời, vậy đang lặng lẽ quan sát Diệp Thần, già thiên ma đế hơi thở hùng hồn đáng sợ cả người ma khí thật là có thể chấn động thương khung, vừa thấy chính là cường giả, mà Diệp Thần lại chỉ có thiên thần cảnh ba tầng thiên. Như vậy tổ hợp đi chung với nhau, khó tránh khỏi để cho người cảm thấy có chút kỳ quái. Cảnh giới chênh lệch khổng lồ như vậy, không nên đi chung với nhau mới đúng, hơn nữa hai người rõ ràng không phải chủ tớ. Tới đến tinh hàn thành, phần lớn cũng là vì vậy cửu tử chi cảnh. Cửu tử chi cảnh nhưng mà tuyệt cảnh, cho dù là thánh tổ cảnh chín tầng trời bước vào trong đó vậy nguy hiểm vạn phần. Diệp thần như vậy một cái thiên thần cảnh ba tầng thiên vì sao sẽ theo theo giả thiên ma đế cùng chung tới, tự tìm cái chết sao. Cô gái trong lòng hiểu lầm lúc đó, già thiên ma đế nhưng là mặt không cảm giác mở miệng nói, cho chúng ta một phần cửu tử chi cảnh vị trí cụ thể bản đồ. Ha ha ha, vị lão huynh này, ngươi mang một cái thiên thần cảnh ba tầng thiên tiểu tử đi cửu tử chi cảnh, là muốn đưa chết sao. Ngay tại lúc này, trong cửa hàng một vị hơi thở hùng hồn cả người ma khí cổn đã người to con đứng lên nhìn ra thiên ma đế cười lớn nói trang hán này thực lực không tệ đã đạt tới thánh tổ cảnh trung kỳ hắn bên người còn có bốn vị đồng bạn hai vị cảnh giới cùng hắn giống nhau ngoài ra hai vị là thánh tổ cảnh hậu kỳ giờ phút này người to con vừa mở miệng bên trong đại sảnh mọi người tầm mắt nhất thời cũng hội tụ đến diệp thần trên mình trong đại sảnh này thực lực kém nhất đều là thánh tổ cảnh trung kỳ đột nhiên xuất hiện Diệp Thần một cái như vậy thiên thần cảnh tồn tại, đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Diệp Thần nghe được Tráng Hán nói, cũng không có phản ứng gì, chỉ là rừng rưng liếc hắn một mắt. Hắn hiện tại một lòng nghĩ cứu ra Diệp Lạc Nhi, không muốn gây thêm rắc rối, ở nơi này chút không quan trọng trên người lãng phí thời gian. Chỉ là người to con thấy Diệp Thần không nói lời nào, còn lấy là Diệp Thần sợ, tuyết miệng cười một tiếng tiếp theo đối với già thiên ma để nói. Lão huynh, không bằng cầm thằng nhóc này ném, ngươi cùng chúng ta năm người kết bạn, chúng ta cùng chung đi thăm dò cửu tử chi cảnh. a, à, già thiên ma đến nghe vậy vui vẻ, nhìn một cái bên cạnh diệp thần, lại lui về phía sau một bước tránh ra thân vị, nói tiếp chuyện này các ngươi vẫn là cùng hắn thương lượng đi. và hắn, người to con nghe vậy ngẩn ra, sau đó cả người khí thế bùng nổ, toàn bộ hoa đô lầu cũng rung động, hồng mông khí chấn động, hắn nghiền ngẫm cười lên, một cái thiên thần cảnh côn trùng nhỏ, ta chỉ một cái đầu là có thể nghiền chết, ngươi quá nhiều lời. Diệp Thần giờ phút này hờ hững nhìn về phía người to con, trong mắt hàn mang chớp động, hắn rõ ràng tráng hán này vì sao như vậy nhắm vào mình. Chẳng qua là vì để cho Già thiên ma đế cùng bọn họ đồng hành thôi, dẫu sao có thánh tổ cảnh chín tầng trời người cùng nhau, gặp phải nguy hiểm càng dễ giải quyết. Chỉ là tráng hán này thái độ thật sự là quá kém, xem ra có cần phải cho hắn một chút dạy bảo. Ừ, người to con không nghĩ tới Diệp Thần thực lực thấp như vậy nhỏ, lại vẫn dám đối với mình nói như vậy. Nhất thời trừng mắt, Cuồng bạo sát ý bộc phát ra, hắn đây là muốn trực tiếp dùng khí thế ép vỡ Diệp Thần. Oanh. Đây chơi sát ý cuốn tới, Diệp Thần mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn người to con, bất quá là thánh tổ cảnh hậu kỳ mà thôi. Hiên viên Mặc Tà đều bị hắn đánh chật vật chạy trốn, cái này tên cường tráng sát ý ở hắn trong mắt căn bản không đáng giá đề ra. Cùng bạo sát ý bao phủ dưới, Diệp Thần rừng dưng như thường, hơi thở vững vàng không có chút ba động nào, tựa như cùng bạo sát ý bất quá là một món gió mát vậy rừng dưng. Thấy một màn này, trong đại sảnh đám người tất cả đều ánh mắt híp một cái, nhìn ra đầu mối, Diệp Thần mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là thực lực sợ rằng không đơn giản, một đám người rối rít suy đoán dậy Diệp Thần thân phận tới. Dẫu sao có thể lấy thiên thần cảnh ba tầng thiên cảnh giới, không sợ thánh tổ cảnh trung kỳ sát khí uy áp, đây tuyệt đối không phải người bình thường, thân phận rất có thể lớn đến hù chết người. Liên liên phòng khách trong góc hai vị thánh tổ cảnh chín tầng trời tu sĩ, giờ phút này cũng là hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt sáng lên ánh sáng, bọn họ đối với Diệp Thần sinh ra hứng thú. Ngươi là người nào? Người to con giờ phút này vậy nhìn ra Diệp Thần không đơn giản, sắc mặt nhất thời ngương trọng. Hắn hối hận mình quá mức lỗ mãng, đối với Diệp Thần không tiếc lời, chỉ là giờ phút này đã là cưỡi hổ khó xuống. Ta là người nào không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi quá om sòm, lăn ra ngoài đi. Diệp Thần rừng dưng nói, một khắc sau bỗng nhiên ra tay. Hủy diệt mộ đạo bùng nổ, Diệp Thần sát kiếm nơi tay, một kiếm đâm ra thật là giống như là muốn xuyên thủng chư thiên chảm phá hoàn vũ một kiếm oai cuồn cuộn vô cùng mũi nhọn lóng lánh đến trình độ cao nhất diệp thần thiên thần cảnh tầng hai thiên thời điểm liền có thể và hiên viên mặc tà cùng với mặc huyết minh đánh cờ giờ phút này thiên thần cảnh 3 tầng thiên hắn thực lực hơn nữa đáng sợ ra tay một cái phảng phất là thánh tổ cảnh 9 tầng trời tồn tại làm cho tâm thần người rung động chỉ là một kiếm làm cho cả phòng khách cũng rơi vào tĩnh mịch mà trực diện diệp thần một kiếm này người to con lại là sợ sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy tử vong nguy cơ cuốn tới cả người lạnh như băng giống như rơi vào vô tận ngục đại nhân tha mạng người to con đã sợ nói không ra lời mà giờ khắc này hắn đồng bạn nhưng là kinh hoàng kêu to đồng thời ra tay tiến lên giúp người to con ngăn cản một kiếm này ầm trang tráng hán bốn tên đồng bạn thủ đoạn đều xuất hiện lực lượng cùng bạo cuốn tới toàn bộ hoa đô lầu đều tựa như phải bị cái này lực lượng cùng bạo trần vỡ như là ở một giây kế tiếp, Trang Hán bốn tên đồng bạn nhưng đồng thời đổ bay ra, từng cái sắc mặt trắng bệch miệng phun máu tươi. Bốn người hợp lực lại ngăn cản không giới Diệp Thần một kiếm, thậm chí tất cả đều bị thương. Mà đánh lui bốn người, Diệp Thần sát kiếm phong mang như cũ, ngay tức thì từ người to con trước người xuyên thủng mà qua. Phốc. Người to con che ngực, vô tận cuồng bạo sát khí ở trong cơ thể hắn đánh vào, hắn mặt vàng như đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Diệp Thần nương tay, sát kiếm tránh được tim hắn, nếu không hắn hiện tại đã là một người chết. Đa tạ đại nhân tha mạng, ta hiện tại liền cút, chúng ta hiện tại liền cút. Người to con nhặt hồi một cái mạng, nơi nào còn dám kêu gào, đầu đầy mồ hôi lạnh cũng không dám lao chùi. Vội vàng hướng về phía Diệp Thần cầu xin tha thứ, xoay người liền dẫn mấy tên đồng bạn tè ra quần vậy thoát đi. Địa phương có người, thì có giang hồ. Diệp Thần mắt lạnh nhìn hắn rời đi, lãnh đạm đem sát kiếm thu, ánh mắt nhìn về phía mới vừa tiến lên cô gái cửu tử chi cảnh bản đồ đâu. Ta cái này lấy tới ngay. Cô gái bị Diệp Thần nhìn một cái, sợ sắc mặt trắng bệch, vội vàng mở miệng đáp. Giờ phút này cô gái cuối cùng rõ ràng, già thiên ma đế thân thành thánh tổ cảnh chín tầng trời, tại sao phải mang Diệp Thần đồng hành, bởi vì Diệp Thần hoàn toàn chính là một quái vật à. Cảnh giới mặc dù chỉ là thiên thần cảnh ba tầng thiên, nhưng Diệp Thần thực lực nhưng đáng sợ tới cực điểm, sợ rằng không thua gì với thánh tổ cảnh chín tầng trời, đây là bực nào vô địch. Cô gái sợ hãi rời đi, bên trong đại sảnh đám người giờ phút này cũng đều thu hồi tầm mắt, sợ mình nhìn chăm chú chọc giận tới Diệp Thần, rước lấy mới vừa hủy thiên diệt địa vậy đáng sợ một kiếm. Bất luận là thần quốc vẫn là vực ngoại, người như vậy vĩnh viễn đều có, nhất định phải để cho bọn họ sợ mới có thể miễn trừ quấy rầy. Già thiên ma đế giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Ừ, Diệp Thần nghe vậy rừng dưng gật đầu một cái, hắn rõ ràng già thiên ma đế ý, liền là muốn cho mình mượn mới vừa người to con lập uy, giết gà dọa khỉ. Thật ra thì tiến vào hoa đô lầu sau đó, Diệp Thần vậy nhận ra được có không ít người ánh mắt không có hảo ý quan sát mình. Bất quá hắn cũng không để bụng mà thôi, hôm nay ra tay chấn nhiếp dưới, như vậy ánh mắt liền đều biến mất hết. Mà vào lúc này, hai đạo thân ảnh nhưng là hướng Diệp Thần hai người đi tới, Diệp Thần chân mày nhíu lại. Cái này hai người chính là mới vừa ngồi ở đại sảnh trong xó xỉnh, và ra thiên ma đế cảnh giới giống nhau hai người thánh tổ cảnh chín tầng trời tu sĩ. Cái này hai người tướng mạo bất phàm, khí chất vậy hết sức không tầm thường, mơ hồ lộ ra một cổ tôn quý hơi thở, chỉ sợ là vực ngoại khá nổi tiếng gia tộc người. Cái này hai người một người người mặc màu vàng khôi giáp, khôi giáp tản mát ra mãnh liệt mênh mông hồng mông hơi thở, vừa thấy liền không phải là phàm vật. Mà một người khác thì người mặc màu máu đỏ áo quần, sau lưng buộc mái tóc dài, nhìn qua giống như là một người cô gái như nhau, nhưng mi mắt gian nhưng tràn đầy anh khí vị này huynh đệ thật là thâm tàng bất lộ hai người chúng ta bội phục đỏ tươi áo quần nam tử đi tới trước nhìn diệp thần lúc này tâng bốc nói một bên khôi giáp nam tử vậy khách khí ôm quyền diệp thần xem hai người không giống như là đến kiếm chuyện dừng dưng một tiếng mở miệng nói hai vị chê cười ta thực lực có thể kém hơn hai vị các ngươi hai cái vậy muốn đi trước cửu tử chi cảnh già thiên ma đế đứng ở một bên đột nhiên mở miệng nói ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, thô bạo phi phàm. Ừ, đỏ tươi áo quần nam tử lúc này gật đầu một cái, mở miệng nói, tại hạ quân mạch, vị này kêu dương hãn, chuẩn bị cùng chung đi cửu tử chi cảnh điều tra một phen, không biết hai vị có không có hứng thú đồng hành. Diệp thần nghe vậy khẽ gật đầu, rõ ràng cái này hai người mục đích đi tới, nguyên lai là muốn kết bạn mà đi, ba tên thánh tổ cảnh chín tầng trời. Hơn nữa mình cảnh giới này mặc dù chỉ là thiên thần cảnh, nhưng thực lực nhưng cũng kém không nhiều đạt tới thánh tổ cảnh chín tầng trời người đội hình như vậy ngược lại là hết sức không tệ cho dù là thăm dò cửu tử chi cảnh vậy thêm mấy phần chắc chắn tại hạ diệp thần vị này là ma đế tiền bối diệp thần không nói nhảm lúc này mở miệng nói diệp thần không quan tâm quân mạch và dương hãn phải trang tim mang ý xấu hai người thực lực mặc dù không tệ nhưng là động tới tay hắn và giả thiên ma đế cũng không phải là ăn chay ma đế Quân Mạch nghe vậy ánh mắt chớp động, dám gọi ma đế, đây cũng không phải là giống vậy tục danh, xem ra Diệp Thần hai người xác thực lai lịch bất phàm, bất quá hắn và Dương Hãn cũng không bình thường. Gặp qua Diệp Thần huynh đệ, ma đế tiền bối. Quân Mạch trong lòng suy tư, đồng thời khách khí xông lên Diệp Thần hai người ôm quyền nói: Hai vị không cần cùng phụ nữ kia lấy tới bản đồ, cửu tử chi cảnh bản đồ ta trong tay có, nếu hai vị vậy muốn đi trước, không bằng hiện tại lập tức lên đường. Quân Mạch mở Diệp Thần mở miệng nói, nhìn dáng dấp hắn đối với thăm dò cửu tử chi cảnh rất là đề bụng, vừa nhắc tới cửu tử chi cảnh thậm chí có chút hưng phấn. À, có bản đồ. Diệp Thần nghe vậy chân mày nhíu lại, Già Thiên Ma Đế thì không nói gì, chỉ là đứng ở Diệp Thần sau lưng. Ma khí cồn đãng tới giữa, khí thế mạnh mẽ lộ ra ra, để cho Dương Hãn và Quân Mạch càng phát ra khách khí. Đúng, đây cũng là bản đồ, Diệp Thần huynh đệ có thể xem xem. Quân Mạch nghe vậy cười một tiếng, trực tiếp đem địa đồ lấy ra. Đây lại là một tấm tràn ngập tinh thần hơi thở đồ quyển, Diệp Thần thấy vậy than mở bản đồ, liền thấy vô tận ánh sao hiện lên, mà ở hắn trước mắt vô tận ánh sao hội tụ thành một bộ bản đồ. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú bản đồ, có thể thấy phía trên ngọn cơ điểm đỏ địa phương, khoảng cách chỗ ở mình tinh hàn thành không có xa lắm không, nơi đó chính là Cửu Tử chi cảnh. Bản đồ là thật. Diệp Thần khẽ vuốt cảm sau đó đem địa đồ đưa trả quân mạch, mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tập 1784 Được, quân mạch nghe vậy lộ ra nụ cười, Diệp thần huynh đệ quả nhiên thống khoái. Ngay sau đó, Diệp thần cùng già thiên ma đế liền đi theo quân mạch hai người đồng hành lên đường, đến khi mới vừa cô gái cầm bản đồ lúc trở lại, nhưng phát hiện Diệp thần sớm rời đi. Cửu tử chi cảnh ở tinh hàn thành hướng đông nam vị, giờ phút này rời đi tinh hàn thành, chính là vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu. Trên cánh đồng hoang vu vô số xương trắng chất đống, trên bầu trời bay từng cái từng cái tiếng kêu khó nghe quạ đen kên kên, quanh quẩn ở diệp thần bốn đầu người đỉnh. Quân mạch người này rất khéo nói, giờ phút này bốn trước người đi đường trên, hắn còn không quên vào diệp thần tán gẫu. Ngược lại là dương hãn, dọc theo đường đi mặt lạnh không nói một lời, nhìn qua có chút đần độn cứng ngắc, quân mạch ngược lại là thói quen liền dương hãn cái bộ dáng này. Đối với lần này xem thường, còn cho biết Diệp Thần hai người Dương Hãn là cái lão cổ bản, để cho hai người không nên trách tội. Dương Hãn có nói hay không nói, Diệp Thần cũng không thèm để ý, ngược lại thì quân mạch để cho hắn có chút hiếu kỳ. Quân mạch trên mình mơ hồ có một cổ quỷ dị huyết khí, huyết khí này cho hắn cảm giác hết sức tang thương, phảng phất là vạn cổ năm tháng trước kia liền tồn tại. Khoảng cách cửu tử chi cảnh càng ngày càng gần, Diệp Thần có thể cảm giác được trong thiên địa tử khí càng phát ra nồng nặc lên, thậm chí trên mặt đất những cái kia dày đặc xương trắng đều đang có trong hốc mắt dấy lên yếu ớt ngọn lửa. Mà vào lúc này, Quân Mạch mở miệng hỏi nói, Diệp Thần huynh đệ, hai vị đi Cửu Tử Chi cảnh là muốn tìm cơ duyên sao? Ừ, nghe nói Cửu Tử Chi cảnh là một vị cao nhất tồn tại bỏ mình chi địa, đưa đến nơi này cuối cùng biến thành một nơi tuyệt cảnh, nhưng ở đây tuyệt cảnh bên trong như là có vị này đại năng lưu lại truyền thừa, có thể có được truyền thừa liền có thể vô địch hậu thế gian. Diệp Thần giọng bình tĩnh nói, đây là hắn đi tinh hàn thành trước thăm dò tin tức. Cái này tin đồn không thể tin. Quân Mạch nghe được Diệp Thần mà nói, nhưng là cười ha hả. "À, Quân Mạch huynh biết Cửu Tử Chi Cảnh nguồn." Diệp Thần nghe vậy chân mày nhíu lại, hắn đối với Cửu Tử Chi Cảnh rất xa lạ, có Quân Mạch hỗ trợ giải đáp đổ là một chuyện tốt. "Dĩ nhiên biết." Quân Mạch cười nói, "Cái này Cửu Tử Chi Cảnh thật ra thì đã từng là một chỗ chiến trường, nhưng là chiến đấu quá mức đáng sợ, chết vô số kinh thiên động địa tồn tại, cái này mới đưa đến nơi này biến thành một nơi tuyệt cảnh." mà cửu tử chi cảnh tạo thành sau đó, những cái kia chết đi tồn tại oán niệm mà lại ở hướng toàn bộ vực ngoại lan truyền. Phải đem đúng cái thiên địa đều biến thành một phiến tử vực, vì vậy có đại năng ra tay, đánh nát oán niệm, để cho oán niệm vĩnh viễn không thể gặp lại và lan truyền đến ngoại giới. Còn có nói như vậy. Diệp thần con người híp lại, so sánh với hắn nghe được tin đồn, hiển nhiên là quân mạch thật hơn thực một ít. Mà giờ khác này quân mạch nói tiếp, Thật ra thì ta trước đã tìm kiếm qua rất nhiều lần cửu tử chi cảnh, Dương Hãn huynh đệ cũng là ta ngẫu nhiên gặp phải. Từ đó về sau liền một mực kết bạn đồng hành, chỉ là hai người chúng ta nhưng từ không tìm được cửu tử chi cảnh cổng vào. Ngươi đây là ý gì? Diệp thần nghe vậy nhướng mày một cái, già thiên ma để nói cho hắn hiên viên mặc tà và Diệp Lạc Nhi rơi vào cửu tử chi cảnh. Nhưng quân mạch lại nói hắn liền cửu tử chi cảnh cổng vào cũng không tìm được. Diệp thần huynh đệ có chỗ không biết, cửu tử chi cảnh cổng vào là lơ lửng không chừng, Người bình thường căn bản không tìm được, vì vậy bọn họ đem chỗ này cánh đồng hoang vu làm cửu tử chi cảnh, thật ra thì cửu tử chi cảnh là một nơi thần bí cực kỳ địa phương. Quân Mạch mắt lộ ra vẻ mơ ước, hắn truy tìm cửu tử chi cảnh mấy chục ngàn năm, liền vì tiến vào trong đó tìm tòi kết quả. Ta mới vừa cho người huynh đệ nhìn tấm bản đồ kia, nhưng mà ta xài giá thật lớn lấy được, trên bản đồ này đánh dấu điểm đỏ vị trí, chính là lần này cửu tử chi cảnh cửa vào xuất hiện chỗ. Hừ. Ngươi lần trước vậy là nói như vậy. Không chờ Diệp Thần nói chuyện, một mực im lìm không lên tiếng Dương Hãn đột nhiên khinh thường liếc Quân Mạch một mắt, mở miệng nói: "Ngươi cái này khó hiểu, ngươi biết cái gì, đây chính là ta tìm Thiên." Quân Mạch nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, hiển nhiên hắn nơi tìm người thân phận không đơn giản, không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Thiếu chút nữa nói lỡ miệng, Quân Mạch vậy sợ hết hồn, giờ phút này thở ra một hơi dài mới nói tiếp, bất luận như thế nào lần này vị trí nhất định không sai, chỗ đó nhất định là cửu tử chi cảnh cổng vào. Nghe được những lời này, Diệp Thần ánh mắt ngương trọng, cửu tử chi cảnh quá thần bí, đầu hắn bên trong không hề thiếu nghi vấn, nhưng cũng không tiện hướng quân mạch hỏi, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Diệp Thần, quân mạch cái này không đơn giản, muốn chú ý hắn. Vào thời khắc này, già thiên ma đế thanh âm ở Diệp Thần trong đầu vang lên, nghe vậy Diệp Thần mặt không đổi sắc, nhưng là tỉnh rụi gật đầu một cái. Quân Mạch và Dương Hãn hai người khí chất hết sức cao quý, vừa thấy liền không phải người bình thường. Hơn nữa Quân Mạch lời nói tới giữa còn tiết lộ ra một cổ thần bí cảm, để cho Diệp Thần đối với hắn tràn đầy cảnh giác. Dẫu sao chỉ là bình thủy tương phùng giao tình, biết người biết mặt không biết lòng, Diệp Thần có thể sẽ không đối với Quân Mạch hai người chút nào không phòng bị. Giờ phút này, bốn người đồng hành lại đi tới hồi lâu, khoảng cách Quân Mạch trên bản đồ điểm đỏ đánh dấu vị trí càng phát ra nhích tới gần. Trước mắt cánh đồng hoang vu cũng thay đổi dáng vẻ, lại xuất hiện một cái đồ sộ ngọn núi lớn, đỉnh núi cao vút như mây, thẳng tới chân trời. Vô tận tử khí ở trên ngọn núi hội tụ, lại ngưng tụ thành một đoàn tử khí mây đen, tử khí mây đen bên trong còn có một đạo đạo hôi bại sấm sét đang lóng lánh. Đây là chết ma sơn. Quân mạch trước mắt bỗng nhiên sáng lên, tiếp theo hưng phấn mở miệng kêu lên, không sai, người nọ nói cho ta, cửu tử chi cảnh cổng vào xuất hiện địa phương, sẽ có dị tượng hiện lên. Cái đầu tiên chính là cái này chết ma sơn, cái thứ hai chính là Tử vong cổ thành, chỉ cần thông qua Tử vong cổ thành, liền có thể đi vào Cửu Tử chi cảnh. Cái này chết ma sơn có cổ quái. Diệp Thần nhìn chết ma sơn, cau mày, hắn lại cảm ứng được chết ma sơn nội bộ có một cổ sức sống ở chấn động. Đương nhiên là có cổ quái, chết ma sơn nhưng mà tiến vào Cửu Tử chi cảnh đạo thứ nhất khảo nghiệm, chỉ có leo lên chết ma sơn đỉnh, cầm cái chết đến hoa, mới có thể thấy được Tử vong cổ thành. Quân mạch thần sắc hưng phấn, một khắc sau lại không nói hai lời trực tiếp xông về chết Ma Sơn, "Các vị, mau cùng lên, chúng ta đi lấy tử vong hoa." Vẫn là cái này bức vội vàng dáng vẻ. Dương Hãn ở phía sau mắng một tiếng, nhưng là theo sát phía sau đi theo quân mạch bay về phía chết Ma Sơn. Thấy vậy, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó giống vậy đi. Quân mạch phi thân thẳng lên, chuẩn bị một lần hành động bay đến chết Ma Sơn đỉnh hái tử vong hoa chỉ là giờ phút này trên bầu trời tử khí mây đen lại đột nhiên cuồn cuộn ầm um, một tiếng kinh thiên vang dội hủy thiên diệt địa khí thế bùng nổ diệp thần mắt lộ ra vẻ kinh hãi chỉ gặp tử khí mây đen cổn đãng từng đạo trắng xám sấm sét lại từ trên trời hạ xuống chém thẳng vào quân mạch không tốt trắng xám sấm sét tựa như diệt thế sấm khí thế coi trời bằng vung thật là đáng sợ tới cực điểm quân mạch sắc mặt đại biến bỗng nhiên ra tay huyết sát chảm thiên đao Quân mạch giận quát một tiếng, hắn trên mình lại sáng lên vô tận huyết quang, máu này quang khí tức vô cùng tang thương, tựa như vượt qua vô tận năm tháng hạ xuống ở quân mạch trên mình vậy. Quân mạch bàn tay vung lên, vô tận huyết quang hóa thành một cái dịch thấu trong suốt, thi triển vô tận hung uy sát ý huyết đao, đột nhiên chém về phía trên bầu trời từng đạo trắng xám sấm sét. Ẩm. Đáng sợ đánh vào cuộn sạch mở, đúng cái thiên địa đều ở đây chấn động, vực ngoại trên bầu trời vô số ngôi sao phủi xuống hạ từng hạt tròn vẫn thạch thiêu đốt hừng hực ngọn lửa rơi hướng mặt đất. Cùng lúc đó, quân mạch nhưng vô cùng chật vật từ bầu trời bên trong rơi xuống, đứng ở mặt đất bên trên, không quên sông lên diệp thần ba người mở miệng quát lên, xuống. Bay lên chết ma sơn sẽ gặp tử vong lôi đánh. Quân mạch giờ phút này cũng là buồn giàu vô cùng, hắn tạm thời kích động qua đầu, lại quên chuyện này, nếu không phải phản ứng khá nhanh, hắn sợ rằng đã bị tử vong lôi trực tiếp đánh giết. Nghe nói như vậy, diệp thần ba người nhất thời từ khâu trung rơi xuống, mới vừa tử vong lôi đáng sợ bọn họ đã thấy được. Cho dù là thánh tổ cảnh chín tầng trời đều khó ngăn cản, xem ra chỉ có thể đàng hoàng leo lên đỉnh núi. Đi ở lớn bên trên, diệp thần ba người đi tới quân mạch trước mặt, chỉ gặp quân mạch trên người đỏ tươi áo quần đều có chút bể nát. Trên mình còn bất chấp từng luồng khói đen, một đầu tóc dài phiêu giật lại là hỗn loạn không chịu nổi, hiển nhiên mới vừa bị tử vong lôi đánh cũng không hơn gì. Quân mạch hơi thở có chút chấn động, điều chỉnh chốc lát lúc này mới mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Thần ba người mở miệng nói, các vị, mới vừa là ta lỗ mãng, hiện tại chúng ta leo núi đi. Được, Diệp Thần không có phản đối, nhìn trước mắt chết Ma Sơn, vậy cổ cảm giác kỳ quái hơn nữa rõ ràng. Tựa hồ chết Ma Sơn bên trong có vật gì ở thai ngén vậy, vậy cổ sức sống chấn động tới giữa, mặc dù lộ vẻ được hết sức yếu ớt, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Mà chết Ma Sơn trên, thì có một đạo quanh quần Sơn Đạo, cái này trên Sơn Đạo lại có vô số tử khí cổ đáng. Hội tụ thành tất cả mặt mũi đáng sợ quái vật, nhìn Diệp Thần bốn người giữ tợn gầm thét. Núi này đạo kêu tử vong nấc thang, chỉ có theo tử vong nấc thang leo núi chết ma sơn đỉnh mới được tử vong hoa, nếu không coi như vác tử vong lôi đánh hạ xuống đỉnh núi, tử vong hoa cũng sẽ không xuất hiện. Quân Mạch tiếp theo mở miệng giải thích đến, hắn mới vừa kích động quên những chuyện này hạ, giờ phút này nhưng là nhớ ra rồi. Sau đó, Diệp Thần bốn người liền bước leo lên tử vong nấc thang mới vừa dẫm ở tử vong nấc thang bên trên chết ma trên núi vô cùng tử khí liền ầm ầm bạo động vô tận tử khí ngưng tụ quái vật gầm thét xông về diệp thần bốn người những quái vật này thực lực còn không yếu mạnh nhất thậm chí đạt tới thánh tổ cảnh sơ kỳ mặc dù như vậy thực lực cũng không đủ lấy để cho diệp thần bốn người sợ sợ hãi nhưng điểm chính là bọn họ số lượng thật là vô cùng vô tận hừ một đám gà vườn chó đất cho ta cút già thiên ma đế trong mắt sắc bén tách thả ra thân thể chấn động một cái, đầy trời ma khí cổn đáng ra, hủy thiên diệt địa vậy đánh vào cuộn sạch. Thiên ma lang yên nhận. Già thiên ma đế quát khẽ một tiếng, vô tận khói báo động lưỡi đao cuộn sạch ra, sắc bén lóe lên, mũi nhọn vô địch. Trong thoáng qua liền chém chết vô tận tử khí quái vật, trong chốc lát đem trước mắt tử vong trên bậc thang tất cả tử khí ma quái cũng quét sạch. Thấy một màn này, quân mạch và dương hãn tâm thần chấn động, bọn họ và già thiên ma đế mặc dù là cùng cảnh giới, như là xem Già Thiên Ma Đế ra tay bộc phát ra vô địch uy thế, hắn hai người chúng ta hiển nhiên không phải Già Thiên Ma Đế đối thủ. Ma Đế tiền bối quả nhiên uy vũ, Quân Mạch không nhịn được thở dài nói. Chỉ là Quân Mạch lời nói còn không có rơi xuống, vô tận tử khí cồn đãng tới giữa, mới vừa bị Già Thiên Ma Đế chém bể quái vật lại lại lần nữa hội tụ, hơn nữa hơi thở ví dụ mới còn hơn nữa hùng hồn, thực lực lại tăng cường một phần. Cái này, Quân Mạch thấy một màn này không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này ma quái giết không chết, số lượng nếu như này nhiều, tử vong nấc thang đơn giản là khó khăn trùng trùng. Không thể trì hoãn, phải mau sớm chạy tới đỉnh núi. Diệp Thần vậy nhận ra được tình huống không ổn, lập tức lên tiếng hô, một khắc sau hủy diệt mộ đạo bùng nổ. Cùng bạo khí tức hủy diệt cuộn sạch ra, mới vừa ngưng tụ thành loại hình quái vật lại lần nữa bị toàn bộ chém chết. Đi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, một người một ngựa xông ra, dọc đường trên đường, tử khí quái vật vô cùng vô tận mới vừa chém chết liền lại lần nữa ngưng tụ, hơn nữa mỗi một lần lần nữa ngưng tụ, thực lực cũng sẽ tăng cường một phần. Mà theo Diệp Thần các người theo tử vong nấc thang một đường hướng lên, đi tới chết ma sơn giữa sườn núi. Nơi này ma quái thực lực vậy lại lần nữa bạo tăng, lại đến thánh tổ cảnh trung kỳ, Diệp Thần bốn người áp lực đột nhiên tăng. Diệp Thần huynh đệ, ngươi mở đường lâu như vậy, nên đổi ta tới. Ngay tại lúc này, một mực không lên tiếng Dương Hãn đột nhiên mở miệng quát lên, tiếp theo không nói hai lời vọt tới trước nhất phương là đám người mở đường thấy vậy diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích xem dương hãn như vậy tựa hồ không việc gì tâm tư xấu thật ra thì diệp thần mở đường mặc dù tiêu hao không nhỏ nhưng thực ẩn nút phần lớn thực lực cũng không có toàn lực mà làm chính là vì phòng bị dương hãn và quân mạch hai người dương hãn mặc một bộ màu vàng khôi giáp giờ phút này ra tay trên người màu vàng khôi giáp ánh sáng sâu hơn thậm chí còn thiêu đốt lên liền ngọn lửa màu vàng kim quang này ánh chiếu đến quái vật trên mình, liền có thể nghe được một hồi suy suy vang dội, không thiếu quái vật cũng trực tiếp ầm ầm nổ tung. Màu vàng khôi giáp tràn ngập đậm đà hồng mông hơi thở, lộ vẻ được hết sức bất phàm, hơn nữa đối với những thứ này tử khí ngưng tụ quái vật cũng có rõ ràng khắc chế hiệu quả. Dương Hãn mở đường hiệu quả so Diệp Thần tốt hơn không thiếu, bốn người một đường sát phạt, thay phiên mở đường, không biết chém chết liền nhiều ít quái vật, cuối cùng đi tới chết Ma Sơn đỉnh mà làm diệp thần bốn người bước lên chết ma sơn đỉnh tử vong trên bậc thang vô tận quái vật nhưng toàn đều dừng lại không có đi theo giết tới tới ngược lại những quái vật này lại một cái tiếp theo một cái nổ tung hóa thành vô tận tử khí vây quanh chết ma sơn chuyển động mà vào thời khắc này một cổ vô hình chập chờn ở giữa trời đất rung động diệp thần hơi biến sắc mặt những thứ này tử khí đang ngưng tụ diệp thần một mắt nhìn ra những thuốc nổ này mở quái vật hóa thành vô cùng tử khí giờ phút này lại hội tụ tới một chỗ. Ngay sau đó, cái này từ khí lại hóa thành một tôn thân hình to lớn, đầu sinh hai sừng, lưng đeo gai nhọn, giống như ác như sói vậy quái vật. Đột nhiên sông lên chết ma sơn đỉnh, sông lên diệp thần bốn người dương ra miệng to như chậu máu. nửa bước bổ thiên cảnh, quân mạch tâm thần chấn động. Quái vật này lại đạt tới nửa bước bổ thiên cảnh, so hắn cảnh giới cao hơn. Mặc dù quái vật cũng không hoàn toàn bước vào bổ thiên cảnh như là tản ra đáng sợ khí thế đã vượt qua thánh tổ cảnh, khoáng đạt tử khí chấn động, bầu trời cũng run run, quái vật quanh thân hư không đều không ngừng nổ tung. Hống. Quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bạo khởi ra tay, sắc bén vô cùng móng vuốt hung hãn hướng về phía Dương Hãn nắm tới. Cùng bạo vô cùng lực lượng cuốn tới, hủy thiên diệt địa tử khí đánh vào, quái vật một chảo này tựa như có thể biến dạng bầu trời, phá vỡ vạn cổ, thật là coi trời bằng vùng. Thấy vậy, Dương Hãn hơi biến sắc mặt vội vàng rút ra trên người bội kiếm màu vàng kim trường kiếm dấy lên vô tận màu vàng thần hỏa cuồng phách thần hỏa đem hư không cũng nướng sụp đổ dương hãn một kiếm chém về phía quái vật ẩm một khắc sau dương hãn như bị xét đánh thân thể rung động trực tiếp đổ bay ra trên mình hơi thở hỗn loạn không nghỉ thiếu chút nữa rơi xuống đỉnh núi thấy một màn này diệp thần tâm thần chấn động đây chính là nửa bước bổ thiên cảnh lực lượng sao quả nhiên cường hãn các vị chúng ta liên thủ chu diệt này liêu đến lúc đó nhất định có thể cầm cái chết đến hoa. Quân mạch sắc mặt ngưng trọng nhìn quái vật, trên mình huyết quang bùng nổ, tăng thương hơi thở lưu truyền, tựa như trong nháy mắt trở lại vô số năm tháng trước, trở lại lúc thiên địa sơ khai. Huyết sát chảm thiên đao. Quân mạch một tiếng giống giận, trên mình huyết quang mãnh liệt ra, ở lòng bàn tay hóa thành một chuôi hung uy cuồn cuộn, giống như muốn chém phá thiên địa huyết đao, một đao chém về phía quái vật. Hủy diệt mộ đạo, bùng nổ. Diệp Thần vậy không chần chờ, lúc này rút ra sát kiếm, một kiếm đâm ra, hoàn vũ chấn động, dường như muốn xuyên thủng chư thiên. Cùng bạo hủy diệt mộ đạo đơn giản là hủy thiên diệt địa vậy hung hăng đâm về phía quái vật. Già Thiên Ma Đế giờ phút này vậy giống vậy ra tay, trên mình hơi thở cồn đãng, hắn đột nhiên giơ tay lên, vô cùng vô tận ma khí cồn đãng, ở sau lưng hắn lại hội tụ một tôn đỉnh thiên lập địa cao nhất ma ảnh. Ma Đế chấn thiên trường Già Thiên Ma Đế giận quát một tiếng, hư ảnh khí thế chấn động trực tiếp đem bầu trời cũng nổ tung hủy thiên diệt địa một trường hung hăng nện xuống vô tận ma khí ở bàn tay lớn lòng bàn tay hội tụ hóa thành một đoàn mất đi hết thảy ma khí hắc mang coi trời bằng vung sức mạnh to lớn hướng về phía quái vật cuộn sạch xuống cùng lúc đó dương hãn vậy từ đằng xa bay tới trong tay kim kiếm bộc phát ra vô tận ánh sáng mãnh liệt màu vàng thần hỏa cuộn sạch ra chu diệt ly hỏa dương hãn gầm thét liền liền bị quái vật một móng đập bị thương để cho hắn hết sức tức giận, giờ phút này bộc phát ra trăm phần trăm lực lượng. Oanh! Trong nháy mắt, huyết sát chảm thiên đao chém thẳng vào quái vật, hủy diệt mộ đạo ầm ầm bùng nổ, ma đế bàn tay lớn cuộn sạch xuống, màu vàng thần hỏa ầm ầm tới. Quái vật đối mặt diệp thần bốn người cùng bạo vô cùng thần thông, không khỏi gầm thét liền liền, lại há to mồm. Vô cùng tử khí ở trong miệng hội tụ, cuối cùng lại ngưng tụ thành một đoàn tản ra hủy thiên diệt địa hơi thở tử khí sấm sét. Hống, quái vật nổi giận gầm lên một tiếng từ khí sấm sét cuộn sạch ra cùng diệp thần bốn người thần thông đụng vào nhau ầm thiên địa vào giờ khắc này chấn động hủy thiên diệt địa đánh vào cuốn đi bốn phía bốn phía tràn ngập vô cùng tử khí đều ở đây trong nháy mắt bị quét sạch chết ma sơn đỉnh tử khí mây đen thậm chí cũng bị đánh tan hụ một tiếng nhẹ hụ ở đánh vào đung đưa vô tận bụi bặm bên trong truyền ra tiếp theo không biết là ai ra tay quét sạch bụi bặm diệp thần bốn người bóng người lộ ra Dương Hãn sắc mặt trắng bệch, che ngực ho khan liền liền, bất quá trong mắt nhưng là hưng phấn thần thái. Diệp thần ba người trạng thái thì tốt hơn một chút, hơi thở mặc dù có chút không yên, nhưng cũng không bị thương. Tên kia sẽ không lại lần nữa ngưng tụ chứ. Quân mạch ánh mắt hồ nghi nhìn về phía ở giữa thiên địa cồn đáng tử khí, quái vật mặc dù là nửa bước bổ thiên cảnh, cuối cùng không có trí khôn. Bị bọn họ bốn người hợp lực nhất kích chém chết, nhưng lại khó bảo toàn sẽ không giống tử vong trên bậc thang quái vật lần nữa ngưng tụ chỉ là chém chết một lần, liền để cho bọn họ hao phí thời gian lâu như vậy, nếu như quái vật có thể vô hạn ngưng tụ, vậy có thể gặp phiền toái. Giờ phút này, Diệp Thần sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng, bất quá đợi đã lâu vậy không gặp chấn động tử khí lại lần nữa hội tụ. Ngược lại thì chết Ma Sơn đỉnh trung tâm có một nơi suối nước nóng, giờ phút này bên trong suối nước nóng truyền ra từng trận chập chờn. Cái này chập chờn rất là huyền diệu, tựa như ở tử khí bên trong sinh ra trình độ cao nhất sức sống vừa xuất hiện liền giống như hồng trung đại lữ ở diệp thần bốn nhân tâm đầu gõ vậy, làm cho tâm thần người chấn động. Đến đây là hết rồi. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để chờ đón tập tiếp theo nha.